người hiện đại khi sống ở xã hội nguyên thủy thời cởi chuồng tắm mưa sẽ như thế nào. Tô Bạch, một tiểu thuyết gia nổi tiếng, đen đủi thế nào lại bị rơi từ một vách đá, may mắn không ngủm. Sau đó, cậu chuyển sinh sang một thế giới khác, xã hội nguyên thủy, và sử dụng hệ thống hỗ trợ hàng ngày và kiến thức của xã hội hiện đại. Cậu đã dẫn dắt bộ lạc nguyên thủy thoát khỏi nghèo đói và biến nó thành một nền văn minh tiên tiến. Cùng Pikapi theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện thôi nào. Đọc truyện hay tại bémèoxinh.com. Nhân ngày nghỉ lễ, Tô Bạch tự thưởng cho bản thân một chuyến leo núi cải thiện sức khỏe. Nghe tiếng người hướng dẫn cầm cờ thúc giục mọi người, cố lên chút nữa, bọn họ cũng sắp tới nơi rồi, càng làm cho Tô Bạch thêm kiệt sức. Một thiếu niên trẻ trung đáng lẽ phải năng động tràn đầy năng lượng để theo kịp với đoàn leo núi, nhưng Tô Bạch đến cả đi theo kịp cả đoàn cũng là quá sức, mới leo được có mấy bậc đã thở lên thở xuống, mồ hôi toát ra đầm đìa. Không những thế lại còn thua mấy đứa trẻ con với người già, thực sự là họ chưa gặp ai yếu như cậu. Lúc này, ông chú phía trước liền quay lại, ngài tiểu thuyết gia nổi tiếng, cậu có leo nổi không? Nhìn bộ dạng này của Tô Bạch, ông chú cũng là có chút lo ngại, cậu còn yếu hơn cả mấy học sinh tiểu học nữa đó. Tô Bạch bị tụt lại cuối đoàn, cố gắng lê cái thân xác yếu như lá liễu, dựa vào cái gậy mà chống đỡ đi lên, cậu là một tiểu thuyết gai mà. Vì vậy làm gì có thời gian mà đi vận động chứ, chủ yếu là dành thời gian để thư giãn hơn, mấy cái vận động này căn bản chưa hề làm qua. Vừa mệt vừa giận, Tô Bạch trong đầu vừa nhớ về những ngày tháng sung sướng, phe phỡn trên chiếc giường mềm mại với ly rượu trên tay. Lại vừa thầm chửi trong lòng thằng editor chết tiệt, lừa cậu đi leo núi, còn nó nằm ở nhà hưởng điều hóa máy lạnh, đợi bố mày về con lợn. Đợi Tô Bạch thoát khỏi đây về, cậu sẽ tra tấn tinh thần người bạn chí cốt kia bằng cách gấp đôi deadline. Còn đang mải suy mưu tính kế hành hạ đối phương, Tô Bạch lại không để ý đến cái gậy yếu ớt trên tay cậu, lúc này liền nứt ra một cái. Ngay tức khắc, Tô Bạch mất đà, trẹo chân, cứ thế ngả thẳng cẳng xuống bên dưới vách đá, ôn lằn rồi. Quả này Tô Bạch biết rõ số phận của bản thân lần này ăn chắc Isekai luôn 100%. Trong lúc đang rơi tự do xuống bên dưới vách đá, Tô Bạch bỗng nhiên nhận ra, chỉ vì suy nghĩ có một sức khỏe tốt hơn khi đi leo núi. Cậu đã được đi gặp các cụ sớm hơn một chút, và cậu đã đúc kết ra một chân lý cuộc sống cho mọi người, đó là đừng suy nghĩ lung tung khi làm việc. Sau khi phương châm sống được đút rút ra, Tô Bạch chỉ còn biết chảy nước mắt, lần này kinh nghiệm sống mới chắc phải để kiếp sau thôi. Rơi vào trong khoảng không vô định, Lim Jim mở mắt ra, ánh sáng cứ thế lọt vào tầm mắt của Tô Bạch, đau quá. Tô Bạch phí sức mở to mắt, cảm giác đầu tựa như là bị chùy đập trúng đồng dạng. Cũng nhớ ra lúc nãy bản thân đã trượt chân khỏi vách đá, thế méo nào cậu vẫn còn sống chứ. Nhưng quan trọng nhất, Tô Bạch đã cảm nhận được ngay, bản thân cậu là đang bị trói chặt hai tay lại. Đột nhiên cảm nhận có thứ gì ướt át rơi trên thái dương, mỗi lúc một nhiều hơn, Tô Bạch lập tức mở to mắt ra. Đập vào mắt cậu, chính là khuôn mặt của một nữ nhân, đang nhìn cậu với ánh mắt chăm chú, khuôn miệng không ngừng nhả tơ ướt đẫm cả vầng trán của thiếu niên. Quả nhiên, nhà tiểu thuyết gia này cũng là đã bị dọa cho sợ rồi, tâm trí không ngừng hỗn loạn, liên tục trấn an bản thân. Cô gái kia chỉ là một con người, chẳng lẽ một người con gái xinh đẹp như vậy mà lại có ý định ăn thịt cậu hay sao? Đột nhiên, nữ nhân kia nhanh tay mà rút cái dao phía sau lưng ra cái vút, miệng không ngừng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ gì đó. Hình như là khen Tô Bạch là một cục thịt mềm, thịt này mà nướng lên thì ăn ngon phải biết. Khẽ chạm ngón tay vào lườn Tô Bạch mà ấn ấn, chết tiệt thật chứ, Tô Bạch chắc chắn sẽ bị đem đi nướng chín mất. Ngay lập tức, cậu hét lớn lên như lợn bị chọc tiết, cả cơ thể không ngừng giãy giụa, liên tục gọi trời gọi đất. Ông trời không để cho cậu yên tâm từ biệt thế gian ngay lúc cậu ngã khỏi vách núi đá đi, bây giờ lại gửi cậu đến làm dinner cho lũ thổ dân man dợ này. Bỗng nhiên, nữ nhân kia đứng phát dậy, tay cầm con dao sáng loáng, ánh mắt sáng như đèn pha ô tô, nở một nụ cười man dợ về phía cậu. Tô Bạch, đã đến lúc cậu nên để lại vài lời chăn chối rồi đi đầu thai thôi. Lưỡi dao cứ thế vung xuống trước ánh mắt hoảng sợ của Tô Bạch, nhưng nó không phải đâm vào bụng hay lườn, mà chỉ xoẹt một cái. Ngay sau đó, dây thừng trói tay Tô Bạch liền bị đứt ra. Tô Bạch cũng là bị dọa cho đơ người, ánh mắt vẫn còn ít nước mắt, ngẩng lên mà nhìn nữ nhân kia. Nhưng cho dù cô có chết đói, cũng không bao giờ ăn thịt con người như Tô Bạch đâu. Lúc này, Tô Bạch mới có thời gian trấn tĩnh lại bản thân mà quan sát xung quanh, nhìn từ đầu tới cuối thân thể của cô gái trước mặt. Sao cô gái này lại có hai cặp tai, không những thế, thứ ngoe nguẩy sau cặp đào kia, lẽ nào là đuôi sao? Liếc mắt lên trên khuôn mặt của đối phương, Tô Bạch mắt liền sáng lên, có lẽ nào, ông trời đã cảm động trước kiếp đẹp trai nhưng bạc phận của cậu, nên đã gửi cậu đến thế giới khác chăng? Đợi một chút, Tô Bạch nghĩ lại thì, là một tiểu thuyết gia, cậu không thể chấp nhận một pha Isekai lãng xẹt như thế này được. Có bao nhiêu cách để Isekai, tại sao lại ngã khỏi vách núi chứ, chẳng ngầu một chút nào. Tô Bạch chậm tốt một lát, mới bắt đầu dò xét hoàn cảnh xung quanh, nhìn thấy đều là màu nâu da lông, đây là một cái da thú lều vải. Xem xét kỹ nơi đây, có vẻ mọi thứ khá tồi tàn, Tô Bạch thầm nghĩ, khả năng cao chỗ này là một vùng quê hẻo lánh. Tô Bạch cất bước hướng trong doanh địa đi đến, nghiêm túc lấy quan sát đến, nhìn thấy một nửa đống lửa, kết hợp với chung quanh bố cục cùng vị trí, hắn nằm lều vải là doanh địa bên ngoài. Tô Bạch lập tức đứng dậy, xốc lên lều vải rèm đi vào bên ngoài, xem xét lập tức ngây dại. Trước mắt là một mảnh đất trống trải, bốn phía đều là cao lớn cây cối, trên mặt đất cũng đều là không biết tên cỏ dại. Phía bên ngoài, chim cầm xương đuổi cáo chửi what the hell, các loài thú vật đang săn thú vật. Không những thế lại còn biết đi bằng hai chân, nhìn thấy người, mà những người này cách ăn mặc là mặc áo da thú, hoặc là dùng lá cây bện thành váy áo. Một người đi vào Tô Bạch trước mặt, đang cua tay múa chân nói chuyện. Tô Bạch con người thít chặt, chờ tới gần mới phát hiện nam nhân trước mắt này dáng dấp rất kỳ lạ. Màu đen tóc ngắn, một tấm mặt chữ quốc, làn da lệch thâm trầm y sắc, cái cao 1m8 khoảng chừng, những này là tương đối bình thường. Không bình thường bắt đầu, cái trán một cặp dài 3 tấc màu đen độc giác, mở ra miệng tràn đầy bén nhọn răng nhọn, con ngươi là màu nâu. Cứ thế bước lại gần cậu, gằn giọng nói ra ngôn ngữ kỳ lạ nào đó, ý muốn hỏi cậu tên là gì và từ đâu tới đây. Mục đích tới làng Nghiêm Long của họ là gì, nhưng căn bản, Tô Bạch như bò đội nón, ngơ ra chẳng hiểu người này đang nói gì. Lúc này, cô gái đã cứu Tô Bạch liền chạy tới, có vẻ đây chính là cha của cô. Nhìn cả hai người này nói qua nói lại tiếng gì đó, Tô Bạch cũng chẳng thể hiểu được gì cả, đây là do cậu không hiểu họ đang nói gì, họ là đang sử dụng ngôn ngữ tiền sử sao. Lúc này, cả hai cha con nữ nhân này cũng là thầm thì với nhau, khó hiểu không biết tên tiểu tử này nãy giờ không chịu nói gì. Có phải là do cha của cô nhìn nghiêm túc quá nên bị dọa cho xanh mặt rồi không? Nhưng người đàn ông kia làm gì chấp nhận lý do này, thiếu niên kia nhìn cũng cao giáo sáng sủa. Ông chắc chắn rằng cậu đến từ một bộ tộc không nhỏ đâu, có thể tộc trưởng muốn gặp cậu ta, cả hai người cũng nên đưa thiếu niên này tới chỗ ông ấy. Tô Bạch không có phản kháng, tỉnh táo lại quan sát đến chu vi, phát hiện càng đi trong doanh địa đi đến, lều vải liền vượt cao lớn, mà lại người cũng càng ngày càng nhiều, kỳ lạ nhân loại cũng càng nhiều. Trên đầu dài tai mèo, phía sau lưng mọc cánh, phía sau cái mông dài cái đuôi rắn. Không tồn tại một nơi nào như thế này ở trái đất cả, nơi mà có những thú nhân sinh sống. Từ đầu tới cuối, Tô Bạch vẫn không thể tin được là cậu đã chuyển sinh đến dị giới thời kỳ tiền sử. Trong lòng Tô Bạch cũng chỉ dám đoán bản thân cậu là không còn ở trái đất nữa. Là một tiểu thuyết gia isekai, Tô Bạch vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng cậu thật sự đã chuyển sinh, nhưng cay nhất quả cậu viết men isekai toàn chết lẫy lừng, hy sinh chiến trường, cậu thì chết lãng xẹt. Nhưng câu hỏi đặt ra là tiếp theo Tô Bạch phải làm gì? Trong tình huống này, cậu tuyệt đối không được hoảng loạn, tình hình này phải quan sát một cách cẩn thận. Từ những gì Tô Bạch đang nhìn thấy, chạy trốn lúc này thực sự là bất khả thi. Mặc dù đa số người ở đây nhìn Tô Bạch với ánh mắt kỳ quặc, nhưng không ai lao vào vô cậu như một con thú hoang, nên đây không phải là bộ tộc ăn thịt người. Họ có thể nấu Tô Bạch ngay lúc cậu đang bất tỉnh, nhưng căn bản họ đã không làm vậy. Lúc này, người đàn ông kia liền quay sang nói cái gì đó với cậu, nhưng căn bản Tô Bạch chẳng hiểu gì cả, chỉ có thể xua tay ngượng ngùng. Thấy nói chuyện có vẻ không khả thi, người đàn ông này liền chỉ sang một hướng, Tô Bạch cứ vậy mà nhìn theo. Hiện ra trước mắt Tô Bạch đã được đưa tới một tòa to lớn trước lều, lều vải vây đầy già trẻ 3 cái tuổi trẻ người, mà trong lều vải truyền đến các loại ầm ĩ âm điệu âm thanh. Tình hình là tộc trưởng đang tiến triển khá xấu nên ông ta đang tìm người kế nhiệm, mọi người trong bộ tộc đã thử, nhưng không ai có tài năng với ma thuật, không có sự bảo hộ của pháp sư. Bộ tộc này sẽ sớm diệt vong, bọn họ sẽ trở thành dân tị nạn, cả bộ tộc chỉ còn một lựa chọn, đó chính là thử với tên ngoại lai mới xuất hiện vào 3 ngày trước. Tô Bạch nghe được trong lều vải an tĩnh lại, sau đó lều vải màn cửa bị xốc lên, một cái gương mặt có một đạo sẹo. Để chân nửa người trên nam tử đi ra, trên đầu của hắn một cặp dài bằng bàn tay hồng sắc sừng trâu. Ông ấy chắc có lẽ là tộc trưởng của bộ tộc này, nhưng chắc chắn không phải tên là Độ Misi. Nhìn thấy ông lão này vẫy tay, ám hiệu muốn Tô Bạch lại gần, cậu liền từng bước tiến tới, nhưng vẫn không quên quan sát thật cẩn thận. Ông ấy trông khá già yếu, trường hợp tệ nhất, Tô Bạch sẽ bị ông ta bắt làm con tin. Tô Bạch hai mắt đối đầu lão giả đôi mắt, cả người cũng ngốc trệ, cả người tâm thần không tự chủ được bị lão giả con ngươi hấp dẫn tới. Một giây sau, hắn phảng phất đưa thân vào tinh không bên trong bóng tối, u tĩnh trong im lặng. Nhìn thấy trong hư vô dấy lên một đám lửa, một cái nhỏ quang điểm từ từ lớn lên, cuối cùng khuếch trương đến toàn bộ tầm mắt bên trong, hỏa diễm bên trong có đồ vật. Tô Bạch trừng lớn hai mắt, nhìn thấy hỏa diễm bên trong thân ảnh, chờ thấy rõ hậu tâm bẩn đột nhiên nhảy nhanh mấy lần, kia là một cái giống như rắn không phải rắn, giống như long lại không phải long sinh vật. Đột ngột, ông lão kia liền xuất hiện trước mặt cậu, nhưng khác biệt ở một chỗ, lúc này, Tô Bạch lại có thể hiểu được ngôn ngữ của tộc này. Ông lão chỉ vào trước ngực Tô Bạch, đây chính là nơi sâu nhất trong linh hồn cậu, ông ta chỉ đang khắc ấn ký ngôn ngữ tộc mình vào linh hồn của cậu. Và thứ đang lập lờ trong đám lửa, trông như con rồng, con rắn này, chính là thứ ấn khắc của ngôn ngữ đó. Ngay lập tức, Tô Bạch bật mở mí mắt ra, gậy của ông lão kia chỉ tới, tuyên bố cậu từ giờ sẽ là một phần của làng Nghiêm Long, cậu cũng trở thành pháp sư kế nhiệm. Lời này lập tức khiến cho tất cả thú nhân bên trong vui mừng reo lên, bộ tộc của họ là được cứu rồi. Tuy vậy, vẫn có những thú nhân không hài lòng, nhưng người đàn ông đưa Tô Bạch vào đây hoàn toàn tin tưởng vào lựa chọn của tộc trưởng. Cứ thế, trong sự ngỡ ngàng, Tô Bạch bất đắc dĩ trở thành một pháp sư. Lúc này, cô gái tóc xanh kia vui vẻ mà nắm tay Tô Bạch dắt ra bên ngoài, những cô gái bên ngoài cũng là không ngừng bàn tán, cũng rất tò mò người được chọn làm pháp sư kế nhiệm, rốt cuộc là đến từ tộc nào. Trong sự vui sướng của cả tộc, Tô Bạch cũng chỉ biết cười trừ, họ đột nhiên biến cậu thành một pháp sư, đây có phải là một điều tốt không? Cô gái tóc xanh này cũng là đỏ mặt phụng phịu, vì đại pháp sư đã chọn cậu, mọi người luôn tin tưởng vào quyết định của tộc trưởng đương nhiệm. Sau đó cô cứ thế chỉ vào chiếc vòng trên cổ Tô Bạch, kể từ giờ, cô, Nhan Hoa tuyên bố bản thân cô sẽ chăm sóc cho Tô Bạch, nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi cô. Đáp lại ánh mắt mong đợi của Nhan Hoa, Tô Bạch liền nhờ cô nói cho cậu cụ thể hơn về tình hình của bộ lạc. Theo như Nhan Hoa kể, bộ tộc của cô tên là Nhan Long và tín vật của bộ tộc cũng được gọi là Nhan Long, còn về hình dáng cụ thể, cô không thể nào miêu tả được. Còn về những cấp bậc của người lãnh đạo bộ lạc, Tô Bạch thấy cha của Nhan Hoa khá giống với một tộc trưởng, nhưng ông ấy luôn tuân theo những chỉ dẫn của đại pháp sư. Nhan Hoa thấy Tô Bạch có những câu hỏi ngây ngô như vậy, cũng là ghé đến thì thầm, không biết cậu là đến từ bộ tộc nào vật, chẳng lẽ tộc của cậu không có nhà hiền triết như này hả? Người mạnh nhất bộ tộc chính là pháp sư, nếu không có sự dẫn dắt của pháp sư chắc chắn bộ tộc đó sẽ đi đến bờ vực diệt vong. Người thứ hai chính là thủ lĩnh, cũng là cha của Nhan Hoa, Nhan Khư, sau đó đến các cánh tay đắc lực của thủ lĩnh, các thợ săn, cuối cùng là những chiến binh bảo vệ tín vật, chiến binh dự bị và người dân. Lúc đầu nơi đây là một bộ tộc hùng mạnh, nhưng trước đây, bọn họ sống trên mảnh đất tổ tiên màu mỡ, không phải lo lắng về vấn đề lương thực, nguồn nước. Bọn họ và một tộc lớn với 300 người và một tổ đội thợ săn 65 người, nhưng nửa năm trước, bọn họ bị nhắm tới bởi bộ tộc rắn đen. Chúng chiếm lấy bãi săn của bọn họ, giết hại vô số người dân, rồi chiếm luôn mảnh đất tổ tiên. Bọn họ đã chống trả thất bại, buộc phải rời đi tới đây. Nhan Hoa nghĩ tới vậy, lập tức bật khóc, quyết tâm trở nên mạnh mẽ để trả lại mối thù này cho mọi người. Lúc này, Tô Bạch được Nhan Hoa dẫn đi tham quan bộ tộc, nhưng sau khi lắng nghe mọi thứ, cậu đã biết chính xác chuyện gì đang diễn ra, tử thần đang vẫy gọi ngôi làng này. Hầu hết người dân ở đây trông gầy còm ốm yếu, họ đang suy dinh dưỡng trầm trọng và môi trường sinh sống ở đây quá là ô nhiễm, sớm thôi nơi này sẽ biến thành ổ dịch. Nếu dịch bệnh thật sự bùng lên, nó sẽ biến thành một cơn ác mộng cho nơi này, một hố chôn người thời tiền sử, một khởi đầu tồi tệ. Nhan Hoa ở bên cạnh lúc này cứ mãi thấy Tô Bạch vào đầu bứt tai mà không hiểu cậu đang suy nghĩ gì. Tiếng nói nào đó liền vang lên, truy cập máy chủ hệ thống giúp đỡ hàng ngày, trước mắt Tô Bạch hiện ra màn hình hệ thống nào đó đang kích hoạt. Đây rồi, Tô Bạch viết isekai bao năm, hệ thống mà đã có thì cậu xin lại cái sổ đỏ cho bộ tộc nhá, sau đó liền vào test xem hệ thống có gì nào. Những chức năng hiện tại có thể sử dụng, điểm danh hàng ngày để nhận các gói tân thủ ngẫu nhiên, mỗi lần điểm danh sẽ có 1% nhận được bản thiết kế cao cấp và 0,1% gói hỗ trợ cao cấp, một tháng điểm danh sẽ nhận được thêm một gói hỗ trợ cấp chung, một năm điểm danh sẽ được thêm một gói hỗ trợ cao cấp. Tô Bạch nhìn các kỹ năng này cũng là ngán ngẩm, tỷ lệ ra gói hỗ trợ là 1% và 0,15, thấp hơn cả ra CHR 5 sao Genshin. Đợi đến một năm sau có mà cả tộc thành cái xác khô, tình hình hiện tại mà trụ được nửa năm nữa là thấy bất khả thi rồi. Đột nhiên tiếng của Nhan Hoa cất lên khiến cho Tô Bạch bất giác giật mình. Cứ thế, cậu được dẫn vào trong một túp lều để nghỉ ngơi, mà nơi đây lại chính là nơi ngủ của Nhan Hoa. Nhưng có vẻ Tô Bạch chẳng hiểu gì cả, cứ thế nhảy lên giường mà đánh chén một giấc. Đột nhiên ngửi thấy một mùi gì đó như mùi sữa, lập tức khiến cho Nhan Hoa xấu hổ mà lao đến, không được ngửi, cũng không được cựa quậy. Đè lên người Tô Bạch, Nhan Hoa không khỏi xấu hổ, thừa nhận đây chính là chỗ của mình. Ngay lúc này, Tô Bạch đang vướng phải một vấn đề khá to và tròn, Nhan Hoa cho phép cậu ở cùng với cô ấy. Điều đó có nghĩa là cả hai người sẽ ngủ cùng nhau. Mặc dù Nhan Hoa là thú nhân, nhưng khuôn mặt ấy, cái body ấy cũng là vừa mắt. Tô Bạch phồng mũi lên, cậu cảm thấy ở cùng với Nhan Hoa cũng không phải ý tồi. Lập tức đã bị Nhan Hoa tiến tới véo cho sưng mặt, ai là muốn ở cùng với Tô Bạch chứ, cô chỉ ở đây một lúc thôi, Nhan Hoa vốn là phải đi tuần tra buổi đêm, sau đó đùng đùng bỏ đi. Tô Bạch chỉ biết gãi đầu, đều là người trưởng thành với nhau, sao mà phải ngại ngùng nhỉ. Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ vớ vẩn, mọi người đã đi hết, Tô Bạch cũng là đến giờ hành chính rồi, hệ thống anh đây là muốn điểm danh. Cứ thế, Tô Bạch thành công điểm danh, nhận được gói hỗ trợ, chính là kỹ năng hồi phục level 1. Tô Bạch nhìn thấy cũng bất ngờ, cậu nhận được gói hỗ trợ cấp chung là ăn hên sao, hay đó là gói quà tân thủ nhỉ? Hệ thống lại tiếp tục, khi điểm danh lần đầu, Tô Bạch sẽ nhận được gói hỗ trợ trung cấp. Kỹ năng sẽ tăng cấp khi độ thuần thục của Tô Bạch đạt tới mức giới hạn, cậu có thể mở bảng trạng thái để xem chi tiết. Trên bảng trạng thái hiện ra sức mạnh của Tô Bạch, lần lượt từ sức bền 0,7, sức mạnh 0,8, tốc độ 0,7, tinh thần 2,1, đều thuộc hạng bình thường. Nghề nghiệp hiện tại của Tô Bạch chính là tiểu thuyết gia, kỹ năng hồi phục level 1, hay nói cách khác, là một thằng mên viết tiểu thuyết méo bao giờ ra khỏi nhà nên nó yếu vãi cả lúa. Tô Bạch đọc được những dòng miêu tả bản thân này, có chút ngượng ngùng, sao bảng trạng thái của cậu lại cùi mía như vậy chứ, là do cậu lười vận động quá hay sao? Bảng trạng thái nhảm nhí này, Tô Bạch không thể hiểu sao mà sinh tồn nổi trong cái tình hình này đây, Tô Bạch là cần phải thay đổi thôi. Tại lều trại của tộc trưởng, Nhan Khư cùng với tộc trưởng đang trò chuyện với nhau. Nhan Khư cũng là nêu ra ý kiến bản thân, pháp sư Tô Bạch kia chỉ là một người ngoại lai, chẳng lẽ tộc trưởng đây là hoàn toàn tin tưởng vào cậu ta sao? Nhưng tộc trưởng ánh mắt thâm trầm, bọn họ không còn nhiều thời gian nữa, trong bộ tộc lúc này, ngoài cậu thiếu niên đó ra, không có ai có đủ khả năng. Đột nhiên, tộc trưởng tiền nhiệm liền ho mạnh mấy hồi, sau đó xòe bàn tay ra đã thấy nhuốm máu, cửa tử đã đến quá gần ông rồi, dù ông có trốn tránh đi chăng nữa. Nhan Khư thấy tộc trưởng như vậy, ánh mắt có chút xót xa, đại pháp sư bị như vậy là lỗi của bọn họ. Nếu bọn họ mạnh mẽ hơn, ông ấy chắc chắn không bị trọng thương khi cố bảo vệ bọn họ trước cường quân của bộ tộc rắn đen. Nhưng tộc trưởng vốn chẳng nghĩ như vậy, bàn tay khẽ đặt lên vai Nhan Khư mà an ủi, cũng là đừng suy nghĩ quá nhiều, việc quan trọng bây giờ chính là lễ kế nhiệm 3 ngày sau. Nghe thấy như vậy, Nhan Khư cũng vô cùng bất ngờ, tại sao lại phải gấp gáp đến như vậy, bọn họ vẫn chưa điều tra rõ ràng về Tô Bạch nữa, nếu chẳng may cậu ta là gián điệp của tộc rắn đen. Nhưng những lý thuyết này lập tức bị tộc trưởng bác bỏ, tộc rắn đen không thể nào sinh ra một đứa trẻ như vậy, ông cũng đã nhìn thấy linh hồn của đứa trẻ đó. Một linh hồn trong sáng, không có một chút ác ý nào trong đó, nó thuần khiết không vết vẩn đục. Có thể đoán rằng, chàng thiếu niên Tô Bạch kia chắc chắn đến từ một bộ tộc huyền thoại, cũng tuyệt đối đừng để cho cậu rơi vào tay kẻ xấu, hãy dốc sức bảo vệ cậu. Nếu như tộc trưởng đã có những lời như vậy, Nhan Khư tuyệt nhiên tin tưởng, nhanh chóng đứng dậy, ông sẽ đi chuẩn bị cho lễ kế nhiệm sắp tới. Còn định bước ra, tộc trưởng đột nhiên cất lời gọi lại, ông chính là còn một chuyện nữa, hậu duệ của pháp sư thường nắm giữ tài năng thiên bẩm, sẽ tốt hơn nếu bọn họ có các hậu duệ pháp sư nối dõi. Lời vừa cất ra, Nhan Khư lập tức hiểu ngay hàm ý trong đó, ân cần nhắc nhở tộc trưởng nghỉ ngơi, còn bản thân ông cũng đã biết mình phải làm những gì. Vừa vén rèm bước ra, Nhan Khư đã nhìn thấy con gái là đang núp một bên nghe lén, ánh mắt sáng hoắc nhìn về phía Nhan Hoa, khiến cô xấu hổ mà quay mặt đi, không dám đối diện ánh mắt như dao kia của cha mình. Cô chỉ là đang đi tuần tra thôi, cũng chưa có nghe gì hết. Nhan Khư lập tức đặt tay lên vai con gái mà nhắc nhở, cho dù cô có nghe thấy gì hay chưa, vẫn là quên nó đi, bây giờ ông cũng là có nhiệm vụ dành cho cô. Vừa nghe thấy vậy, Nhan Hoa lập tức sáng bừng hai mắt lên, nhiệm vụ quan trọng, cuối cùng cha cô cũng đã chấp nhận tài năng của cô, ông bảo gì cô sẵn sàng làm nấy. Nhìn thấy vẻ mặt rực rỡ của con gái, Nhan Khư có chút lưỡng lự, việc ông muốn nhờ đó chính là Nhan Hoa gả cho pháp sư kế nhiệm Tô Bạch kia, sau đó sinh thật nhiều con. Nhan Hoa nghe thấy lời này, liền ngây ngẩn cả người, gương mặt lập tức nổi lên một vòng đỏ bừng. Cuối cùng là thẹn quá hóa giận, mà nói lớn, cha cô rốt cuộc là đang nói cái gì vậy chứ, cô đã nói với ông rằng cô chỉ lấy người có thể đánh bại cô. Nhưng suy cho cùng, Tô Bạch cho dù có là pháp sư kế nhiệm đi chăng nữa, nhìn qua cũng biết rằng cậu ta là quá yếu ớt, vốn không đủ sức đánh bại cô. Lời nói ương ngạnh của con gái cũng khiến cho Nhan Khư tức giận, đánh bại sao, bao nhiêu người có thể đánh bại Nhan Hoa, có giỏi thì cô đánh chết Tô Bạch kia đi. Cũng không nhiều lời nữa, Nhan Hoa lập tức phải nhanh chóng lấy Tô Bạch, cô năm nay cũng đã 19 tuổi rồi, ở tuổi này, ai cũng có con cả rồi, không có thời gian để chơi đùa nữa. Cứ thế, mặc cho Nhan Khư định thuyết phục thêm, Nhan Hoa cũng là vừa thẹn vừa giận mà quay lưng bỏ đi. Cô không muốn sinh con, cô chỉ muốn mạnh lên và báo thù cho bộ tộc mà thôi, còn muốn kết hôn thì cha cô đi mà kết. Sau đó, cô nương bướng bỉnh này vẫn không nhịn được mà quay lưng lại, lè lưỡi mà lêu lêu trêu ngươi cha của mình. Cứ thế khiến cho Nhan Khư lập tức đuổi theo, quyết dạy dỗ đứa con khó bảo này. Tiếng cười nói của hai cha con cứ thế vang vọng vào trong lều của tộc trưởng. Nhan Khư hiện tại vẫn còn khỏe khoắn, ông cũng chính là mong Nhan Khư mãi mãi như vậy. Còn ông cũng sẽ cố gắng hết sức huấn luyện đứa bé này. Cứ thế, tộc trưởng liền cầm lấy hai mảnh đồ đang phát sáng dưới tay lên. Sáng hôm sau, Tô Bạch từ trong lều đi ra, hai lỗ mũi chảy thò lò vì quá lạnh. Nhìn qua, nơi này trước đây bị chiếm đóng sao, chỗ nào cũng có rất nhiều dấu vết thiệt hại. Tô Bạch ngủ một giấc mà tưởng chết cóng tới nơi, cũng là nên sang phẳng đám đất rồi ra cố cái lều lại, không thì cậu sẽ chết cóng sớm mất. Lúc này, Tô Bạch vừa ngước đầu lên đã thấy Nhan Hoa bên cạnh, lập tức cất lời nhờ vả giúp cậu tìm một chút rơm. Còn nữ nhân bên trên, vừa nhìn thấy Tô Bạch đã lập tức đỏ bừng cả mặt, lời nói lập tức có phần lắp bắp. Sau cuộc trò chuyện tối hôm qua, giờ đây Nhan Hoa không thể nhìn Tô Bạch với ánh mắt bình thường được nữa, chỉ cần nhìn thấy cậu, cô lập tức liền liên tưởng đến tương lai của cả hai. Một tay Nhan Hoa ôm ấp bồng bế những đứa con của hai người, nghĩ thôi cũng đã xấu hổ muốn độn thổ luôn. Không kiềm chế được cảm xúc trong lòng, Nhan Hoa mạnh mẽ mà lắc đầu liên tục, bàn tay cứ thế vỗ xuống lưng Tô Bạch đang nằm bên dưới, lực mạnh đến nỗi khiến cho Tô Bạch muốn thổ cả huyết ra. Nhan Hoa là không muốn lấy, sau đó có con với một tên yếu đuối như Tô Bạch đây, nam nhân da trắng môi hồng, rốt cuộc chỉ yếu ớt, vốn chẳng có tích sự gì. Tô Bạch sau khi nhận hết chưởng của cô gái này, một tay lau lấy khóe miệng, cậu cũng không hiểu những lời Nhan Hoa vừa nãy nói là gì, cậu cũng chỉ là muốn rơm thôi. Nhan Hoa lúc này cũng đã bình tĩnh hơn, quay sang hỏi Tô Bạch muốn lấy rơm là định làm gì. Nằm bẹp dí trên đất, Tô Bạch yếu đuối trả lời, đương nhiên là che cái lỗ này lại, Nhan Hoa đây là không thấy nhà cô bị thủng lỗ chỗ sao. Thấy Tô Bạch nói vậy, Nhan Hoa cũng không thể nói lại được, liền quay một bên mặt đi, vậy rơm chính là thứ mà Tô Bạch cần, cô cũng là đồng ý giúp cậu. Tô Bạch lúc này cũng là có chút kiêng dè, đây là do cậu lạ chỗ sinh ra ảo giác, hay là do Nhan Hoa đang có chuyện bực tức nhỉ? Lúc này, Tô Bạch khó khăn đứng dậy, liền đi theo phía sau Nhan Hoa. Vừa đi qua một chỗ, Tô Bạch đã bị thu hút bởi cảnh vật xung quanh, những đứa trẻ nhỏ là đang ngủ trong một túp lều được dựng sơ sài, toàn thân không ngừng run rẩy. Lập tức Tô Bạch liền thắc mắc với Nhan Hoa, sao những đứa bé kia không ngủ trong nhà, thậm chí còn không có gì để giữ ấm. Nhan Hoa lúc này liền quay đầu lại, đa số mọi người ở tộc đều không có nhà, còn bởi vì lông thú rất có giá trị, bên họ phải tự mình săn nó, nhưng Tô Bạch cũng đừng bận tâm, cậu quan trọng hơn họ rất nhiều. Cứ thế, Tô Bạch yên lặng không nói gì, cùng với Nhan Hoa đi thu thập rơm về. Nhưng sau đó, cậu liền tiện tay lấy rơm bản thân vừa kiếm được mà đắp lên trên người những đứa bé này. Nhan Hoa nãy giờ nhìn thấy Tô Bạch làm những việc này, cũng có chút cảm động, cô rõ ràng không hiểu lý do tại sao Tô Bạch lại đưa đám rơm này cho chúng, sức khỏe của phù thủy quan trọng hơn chúng rất nhiều, cậu chính là quan trọng nhất. Nhưng Tô Bạch chỉ khẽ cất lời, tất cả đều quan trọng như nhau, lập tức khiến cho Nhan Hoa yên lặng không nói. Cả khuôn mặt Nhan Hoa đỏ lên, Tô Bạch này quả thực không giống như những gì cô nghĩ. Lúc này, tiếng báo động vang lên toàn bộ bộ lạc, đội thợ săn đã quay về, lập tức khiến cho mọi người trong tộc liền ùa ra, bọn họ chính là có cái để ăn rồi. Hai người Nhan Hoa và Tô Bạch cất bước hướng doanh địa bên ngoài đi đến, xa xa liền có thể nhìn thấy một đám người vây quanh ở một cái đạo lộ trước, thấp bé người đi cả nhác quan sát. Tô Bạch xa xa liền thấy cây cối đang lắc lư, phảng phất có quái vật khổng lồ tại thúc đẩy, người chung quanh càng là trừng lớn hai mắt, nắm chặt nắm đấm chuẩn bị hoan hô. Mấy phút sau, 6 cái cường tráng thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người, khiêng sau bọn hắn còn muốn lớn gấp 2-3 lần dã thú, nhìn qua tựa như là con kiến dọn nhà đồng dạng. Một đội quân liền đi tới, dẫn đầu là một con sư tử đang vác trên vai một con lợn rừng ngoại cỡ, trên vai những người phía sau cũng là toàn bộ vật phẩm của ngày hôm nay. Chỉ riêng với con lợn lông đỏ này, nhìn qua đã biết được nó ngon tới mức nào, mọi người trong tộc cũng là không phải nhịn đói nữa. Tô Bạch lẳng lặng ở tại bên cạnh, quan sát đến người chung quanh phản ứng, nghe đám người tiếng thảo luận, khẽ nghiêng đầu sang bên Nhan Hoa, có sự khác biệt về khẩu phần trong bộ tộc không? Nhan Hoa nhanh chóng giải đáp thắc mắc này cho Tô Bạch, gật gật đầu, con mắt màu đỏ cuồng nhiệt nhìn chằm chằm những thú nhân to lớn, tưởng tượng lấy trở thành đồ đằng chiến sĩ đi săn trở về lúc tràng cảnh. Đương nhiên là sẽ có sự khác biệt trong khẩu phần ăn, đặc biệt là thịt, đều sẽ được phân cho các chiến binh bảo vệ tín vật và một phần nhỏ sẽ được đưa cho lính gác và trẻ em. Nhan Hoa lông mày hơi ép, dừng một chút lấy hơi ní tiếp, còn về những người già, họ chỉ thỉnh thoảng mới được ăn, họ sẽ phải hái nhặt cây rừng để ăn, nhưng về cơ bản là không đủ no. Cũng chỉ một nửa số thịt được phân phát, phần còn lại đều được đem đi phơi khô và làm lương thực dự trữ làm đồ ăn cho đội thợ săn mỗi khi đi săn. Nguồn thức ăn phụ thuộc hoàn toàn vào số lượng thú săn được nhiều hay ít, điều này thực sự quá bất ổn định. Tô Bạch cũng vô cùng thắc mắc lý do tại sao nơi đây không có chuồng nuôi thú hay trồng cây ăn quả để duy trì nguồn lương thực, cùng anh em bộ tộc sắp thành farm together đến nơi rồi. Nhưng Nhan Hoa vốn chẳng hiểu lời cậu nói, trồng cây là cái gì chứ, và tại sao phải nuôi động vật trong khi bọn họ còn không có đủ để ăn. Thực sự Tô Bạch cũng là cạn ngôn rồi, làm sao để giải thích cho Nhan Hoa hiểu về việc nuôi heo, Tô Bạch lo rằng lợn sẽ bị xiên và ăn ngay trước khi được làm cho nó cái chuồng. Một cỗ tanh hôi mùi đập vào mặt, cường tráng bóng người đi vào Tô Bạch, Nhan Hoa trước mặt hai người. Thợ săn với cái bờm dày xuất hiện, liếc sang phía Nhan Hoa, sau đó chuyển ánh nhìn sang chàng thiếu niên bên cạnh cô, có vẻ là rất lạ, cũng chưa từng thấy bao giờ. Như hiểu được điều gì đó, chàng sư tử liền bỏ con mồi trên vai xuống, hiếu kỳ làm ra hành động hai ngón tay ngoác ngoác, chồng tương lai được chọn bởi trưởng làng, cho cô sao? Nhan Hoa lập tức đỏ mặt lên, khó thở mà chối cãi, chú Thương Thạch, sao chú lại nói vậy? Lần nào gặp chú cũng nói về việc khi nào cô kết hôn. Sau đó, Thương Thạch Thúc vừa nghe thấy Nhan Hoa nhắc đến truyền nhân của Pháp Sư lập tức kinh ngạc vô cùng, liền trợn trừng hai mắt lên, ngay sau đó liền cười lớn, làng của bọn họ là có hy vọng sống rồi. Thương Thạch cùng với các thợ săn, nhanh chóng kéo xuống cột vào bên hông một cái heo rừng, quả thực là nhét vào Tô Bạch trong ngực. Tân Pháp Sư này gầy quá, vẫn là nên ăn nhiều thịt vào, cho cậu hẳn một con luôn, tương lai của bộ tộc là nhờ cả vào cậu. Sau đó Tô Bạch trong ngực liền có thêm chỉ không biết tên con thỏ, cùng 3 cái gà rừng. Nếu như không phải Tô Bạch liên tục từ chối, sợ là đã bị người khiêng đến bọn hắn trong lều phải đi. Đội đi săn người khiêng con mồi lúc này hướng đến doanh địa, các nữ nhân cũng nhanh chóng tiến đến hỗ trợ. Tô Bạch đột nhiên cảm nhận sự nhiệt tình thái quá này, lập tức chỉ cười ngại, bàn tay liền cầm lấy 2 cái sừng của đầu lợn khẽ thở phào. Sau đó Tô Bạch quay sang bên Nhan Hoa, đây là tục khách mến của người trong tộc sao? Nhưng Nhan Hoa chỉ thở ra một hơi, không biết Tô Bạch là đang nghĩ cái gì, đương nhiên sự nhiệt tình này chỉ có với cậu mà thôi, vì chính cậu là phù thủy tương lai của bộ tộc. Cùng lúc đó, một đứa bé liền cầm lấy một con gà rừng, một tay túm lấy vạt áo Tô Bạch, dù trên khóe miệng vẫn có ý thèm thuồng, nhưng vẫn tươi cười mà đưa đồ của mình lên, đứa bé này cũng muốn chia cho Tô Bạch phần thịt của mình. Mặt trời hoàng hôn đã xuống núi, trong lều vải tối tăm bên dưới ánh lửa bập bùng, Nhan Hoa chống một tay lên cằm, liếc mắt sang Tô Bạch. Cô không hiểu, tại sao cậu lại không nhận phần thịt mà cậu bé đó đưa cho, nó cũng giống như vinh dự cho cậu bé khi dâng thịt cho pháp sư. Tô Bạch trầm mặc nhìn vào trong đám lửa phập phồng, tự hào cái gì chứ, đều là đồng tộc với nhau, trước khi ăn thì phải nướng thịt trước. Nhan Hoa lúc này nhìn miếng thịt trên bếp lửa, chảy ra những giọt mỡ béo ngậy, không khỏi khiến cô nhỏ dãi thèm thuồng, hình như thịt có vẻ chín rồi. Cứ thế, Tô Bạch liền cầm tảng thịt nóng hổi này lên thổi mấy hơi, sau đó mời Nhan Hoa ăn trước. Mặc dù thèm đến nỗi cả miệng ướt sũng rồi, Nhan Hoa vẫn kiềm nén được mà nhường cho Tô Bạch, sao cô có thể ăn phần thịt của pháp sư được, pháp sư mới có thể ăn những thứ này. Nhưng lời nói là vậy, Nhan Hoa vẫn không thể vượt qua được sức hấp dẫn của miếng thịt béo ngậy kia, nếu Tô Bạch đã ép cô ăn, thì Nhan Hoa chỉ có thể miễn cưỡng ăn nó vậy. Đôi mắt Nhan Hoa quay tròn trước sự mời gọi của miếng thịt kia, đang không ngừng đập vào mắt cô, nếu Nhan Hoa ăn lén, chắc sẽ không ai phát hiện ra đâu. Tô Bạch cũng là hết lời với cô gái này, một miếng đủ không? Nhan Hoa xoa xoa cái miệng đang vô cùng thòm thèm, cô hứa chỉ cắn một miếng thôi, cứ thế liền há to miệng ra. Ngay lập tức, trước mặt Tô Bạch chính là cái miệng của Nhan Hoa đang tiến tới, trực tiếp một miếng văng tứ tung vào mặt cậu. Khẽ nhìn vào miếng thịt mất đi cả mảng, Tô Bạch cũng là không phục cô gái này, cô ấy vậy mà ăn cả xương, nhưng nhìn biểu cảm này có vẻ là ăn rất ngon à. Lúc này, Tô Bạch mới từ từ cắn một miếng, cảm nhận mùi vị của miếng thịt, thịt có vẻ dai hơn so với ở trái đất, nhưng không nhiều lắm, thực sự mùi vị quá rõ, không có muối để tạo gia vị. Lúc trước ở nhà, Tô Bạch cũng nấu cơm xào rau, việc nhà đều toàn năng, giống hầm con gà cùng con thỏ đương nhiên sẽ cho muối. Nhan Hoa liếc nhìn mắt chu vi, cẩn thận nghiêm túc theo ra thú bầy túi móc ra một chỉ dáng dấp gậy gỗ, phải nói là gỗ ống, thượng diện còn đút lấy gỗ cái nắp. Sau đó đưa cho Tô Bạch đối diện, đây chính là muối của Nhan Hoa. Tô Bạch bừng tỉnh đại ngộ, tại dạng này xã hội nguyên thủy, muối là phi thường chân quý, không giống tại trái đất tại siêu thị nhị nguyên một bao muối tùy ý cầm. Nhan Hoa có chút không thôi đem muối đưa qua đi, con mắt màu đỏ còn liếc trộm 2 lần. Sau khi thấy Tô Bạch hỏi đây là muối của cô, Nhan Hoa liền gật đầu thừa nhận, cũng không còn nhiều muối trong bộ lạc, may mắn thay cô giữ lại một ít. Bởi vì lính bảo vệ tín vật đều phải ăn muối, nên với một người dự bị như Nhan Hoa, Tô Bạch không cần phải quan tâm về nó, và đương nhiên là cậu hoàn toàn có thể ăn nó. Tô Bạch làm một tiểu thuyết gia, muốn tra rất nhiều tư liệu, cũng điều tra muối tầm quan trọng, nhưng ở xã hội nguyên thủy liền khó nói. Đoán chừng tất cả mọi người là muối coi như đồ gia vị đi, cũng không giống như trái đất, chỉ với $2, cậu có thể mua một bịch muối ở bất cứ đâu. Tô Bạch cũng không tiện nhận lấy muối này mà ăn, dù sao thì cậu cũng không cần đến lắm. Nhan Hoa thấy Tô Bạch trả lại muối liền ngẩn người, muối là hiếm lắm, Nhan Hoa liền nắm chặt lấy ống gỗ, nếu như Tô Bạch đã nói không cần đến nó, nên cô sẽ là lấy lại vậy. Nhìn qua biểu cảm chân quý ống gỗ này của Nhan Hoa, Tô Bạch cũng đoán được cô xem nó như là kho báu, làm sao cậu có thể lấy nó trắng trợn như vậy được. Chống cằm suy tư, quả nhiên bộ lạc này có thể gọi là một ngôi làng nghèo, làm sao cậu có thể giải quyết vấn đề này nhanh chóng với tình hình hiện tại. Cắn thêm một miếng thịt, Tô Bạch từ tốn, muối từ đâu mà có, bộ lạc này sao? Nhưng không như cậu nghĩ, muối mà bộ lạc này có, chính là lấy từ một bộ lạc khác. Vì mỗi 15 ngày, bộ lạc Hưu sẽ tổ chức một phiên chợ, những người từ bộ lạc gần đó có thể đến và mua nhiều thứ. Tô Bạch hai mắt sáng lên, cảm thấy có thể đi nhìn xem, có lẽ có thể phát hiện một chút nhận biết đồ vật, nhưng cậu phải đợi tới 10 ngày nữa mới có thể tham dự phiên chợ này. Đến lúc đó, Tô Bạch có thể đi và xem có gì ở đó, như vậy cậu cũng có thể biết nhiều hơn về thế giới này. Lúc này, có người đến và gọi Tô Bạch đi tới chỗ tộc trưởng. Tại chỗ lều của tộc trưởng, Nhan Khư vừa nhìn Tô Bạch tiến vào bên trong, lập tức cất lời với những thợ săn bên cạnh. Ông nghĩ rằng đại pháp sư muốn dành tất cả thời gian còn lại để dạy dỗ thiếu niên này. Điều đó đến cả Thạch Thương đây cũng biết trước chuyện này, cuối cùng thì ngày này cũng đến. Một sói, một chim, một hổ trầm ngâm nhìn lên bầu trời cao, không khỏi nhớ lại những tháng ngày vui vẻ bên cạnh đại pháp sư lúc trước. bọn họ chuẩn bị sắp được chào mừng tân pháp sư mới thôi. Ngồi đối diện tộc trưởng, Tô Bạch ngoan ngoãn mặt đối mặt, ngày mai là lễ kế nhiệm của cậu, tối nay tộc trưởng sẽ kể cho cậu nghe tất cả những gì mà cậu muốn biết trong khả năng của mình. Cuối cùng cũng đã đến lúc Tô Bạch có thể giải đáp thắc mắc trong lòng. Tộc trưởng khẽ hỏi Tô Bạch có hiểu pháp sư là gì không? Cậu cũng liền cười hì hì gãi đầu, bản thân cậu là không hiểu lắm, cũng chính vì vậy cậu càng muốn tộc trưởng giải thích thêm cho mình. Tộc trưởng trầm giọng giải thích, pháp sư chính là người bảo hộ bộ tộc, nắm giữ tương lai của bộ tộc và đưa ra các chỉ dẫn, chỉ có một người được nhận nhiệm vụ cao cả này, họ được gọi là pháp sư. Ở thế giới này, sức mạnh của tín vật chính là tinh thần của bộ lạc, tín vật tinh thần của mỗi bộ tộc đều khác nhau. Và người có thể kiểm soát sức mạnh của tín vật và nhận được sự công nhận của tín vật trong bộ tộc chính là pháp sư. Còn chiến binh bảo vệ tín vật là những người mạnh nhất bộ tộc, chỉ xếp sau trưởng làng. Tất cả họ đều có tiềm năng đặc biệt và có dòng máu chi chảy trong máu, hay còn gọi là sinh lực hay sức mạnh tinh thần của con người trong cơ thể. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là chiến binh đó có tài năng hay không, chi trong máu không thể bộc phát một cách tự nhiên. Nếu không có sự hướng dẫn của tín vật, các chiến binh sẽ không khai phá được sức mạnh của chi trong máu. Bởi vậy sự hiện diện của pháp sư vô cùng quan trọng. Chính vì thế, ở thế giới này, chỉ có pháp sư mới có thể kích hoạt tiềm năng của chiến binh bảo vệ tín vật và giúp họ học vượt qua người bình thường. Có một sự thật là, ai cũng có sức mạnh trong máu của họ, và nếu được đào tạo bài bản, người yếu nhất cũng có thể trở thành chiến binh bảo vệ tín vật. Chiến binh dự bị, chiến binh bình thường và chiến binh bảo vệ tín vật có mức độ mạnh yếu của chi trong máu khác nhau. Nếu ai đó điều khiển được chi trong máu đến một giới hạn nhất định, họ sẽ được thăng cấp qua nghi lễ của pháp sư, từ dự bị lên bình thường, hay từ bình thường lên bảo vệ tín vật. Ở những trường hợp bình thường, chiến binh dự bị hoặc chiến binh bình thường có thể đối mặt với đám thú và an toàn trở về bộ tộc. Nhưng bên ngoài kia, tồn tại những con quái thú sở hữu sức mạnh áp đảo, chỉ có chiến binh bảo vệ tín vật mới đủ sức đối đầu với chúng. Mặc dù họ chiếm số ít, nhưng họ là những cánh tay đắc lực của bộ tộc. Sức mạnh của bộ tộc được thể hiện qua số lượng của chiến binh bảo vệ tín vật. Vậy là pháp sư có thể giúp một chiến binh bình thường trở thành chiến binh bảo vệ tín vật. Ở xã hội nguyên thủy như thế này, đúng là pháp sư thật sự khá quan trọng. Năng lực của pháp sư không chỉ dừng lại ở việc huấn luyện ra chiến binh bảo vệ tín vật, mà còn, ví dụ, tạo một thẻ pháp thuật. Tộc trưởng liền híp mắt cười, cuộn pháp thuật không phải là thứ mà Tô Bạch vừa nhìn đã hiểu đâu, sau khi lễ kế nhiệm kết thúc, cậu sẽ có thể hiểu được nó. Khẽ đưa một tấm thẻ pháp thuật lên, mọi thẻ pháp thuật đều ẩn chứa trong nó một phép gì đó. Khi truyền pháp thuật vào, Tô Bạch có thể kích hoạt được nó. Tô Bạch nghe tới đây thì liền vô cùng hứng thú, cuối cùng thì cậu cũng có thể trở thành pháp sư Trung Hoa. Ở thế giới này, có rất nhiều loại pháp thuật, ví dụ như kỹ năng tẩm độc, kỹ năng nguyền rủa và kỹ năng hồi phục. Đôi khi kỹ năng nguyền rủa có thể là tăng sức mạnh tốc độ. Tộc trưởng lúc này lôi ra một túi đồ, những cách tạo ra thẻ pháp thuật mà ông biết, tất cả đều nằm ở trong đây hết, và đương nhiên, Tô Bạch hoàn toàn có thể mở nó. Tô Bạch nghi ngờ cầm lấy một quyển gia thú, cẩn thận nghiêm túc mở ra, liền thấy rất nhiều kỳ diệu đồ án, xem xét tỉ mỉ sẽ phát hiện đồ án đang du động. Từ từ mở một cuốn ra, những ký hiệu kỳ lạ đột nhiên phát sáng đập thẳng vào mắt của Tô Bạch, khiến cho mọi thứ quay vòng vòng, nhíu chặt lông mày. Cố gắng muốn nhìn rõ ràng đồ án miêu tả là cái gì, tốt một lát về sau, đầu óc cảm thấy vô cùng rã rời, mí mắt muốn khép kín lên. Ánh mắt của tộc trưởng xoáy sâu, ông khá giỏi các phép hồi phục và nguyền rủa, nhưng không nên để ai biết về nó, có nghĩa là tất cả các kỹ năng của pháp sư không thể tiết lộ để tránh bị nhắm vào. Tộc trưởng lúc này liền bật cười, tay vân vê ria mép mà sảng khoái khen ngợi, Tô Bạch quả là một cậu bé thông minh. Pháp sư rất được trọng vọng, nhưng cũng là mục tiêu bị nhắm đến đầu tiên. Phương pháp để chế tạo ra thẻ pháp thuật và các nguyên liệu, cách lấy chúng đều được ghi tỉ mỉ trong cuộn da này. Tô Bạch nhất định phải cất giữ chúng cẩn thận, chúng chính là bảo vật của bộ tộc này. Và đương nhiên, Tô Bạch sẽ khắc ghi những lời tộc trưởng nói ở trong chính trái tim của cậu. Tộc trưởng đang không ngừng nói, đột nhiên nói đến hốc mắt đỏ lên, sau đó đột nhiên ho liên tục thổ huyết khiến cho Tô Bạch không khỏi bất ngờ. Ngay sau đó, Tô Bạch liền vội tiến đến, cậu chính là giúp ông hồi phục. Cứ như thế, ngay khi tộc trưởng ngã ra, Tô Bạch liền dùng toàn bộ sức lực mà sử dụng thuật hồi phục, nhưng đáng tiếc, hệ thống liền hiện lên thông báo, dùng kỹ năng thất bại, không thể hồi phục. Mặc cho cơn ho dai dẳng, tộc trưởng vẫn tiếp tục nhắc nhở Tô Bạch, cậu vẫn nhớ những điều mà ông đã nói và cả cách để trở thành một pháp sư. Tô Bạch từ đầu đến cuối vẫn một lòng nghe theo, trùng điệp gật đầu, hướng trước mắt cái này lão nhân hiền lành bảo đảm, ông cứ yên tâm cậu cũng đã nhớ hết rồi. Tộc trưởng nghe được lời này, khóe miệng liền toét ra, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thời gian tại trò chuyện, dạy bảo cùng đặt câu hỏi chúng qua đi, bất chi bất giác bên trong, mặt trời lần nữa tây hạ. Tộc trưởng ho kịch liệt bắt đầu, tay che miệng, ho khan xong thả tay xuống lúc, trong lòng bàn tay có chói mắt huyết dịch, tùy ý đem lòng bàn tay huyết dịch bôi ở áo da thú bên trên. Lều vải màn cửa liền bị xốc lên, Tộc trưởng cứ vậy mà tiến ra bên ngoài, Tô Bạch thấy vậy cũng liền đứng dậy đi theo sau. Tiếp theo cũng chính là lúc bắt đầu nghi thức kế nhiệm pháp sư. Tô Bạch ra lều vải liền phát hiện bộ lạc phát sinh một chút cải biến, nguyên lai to lớn trước lều còn có một số lều nhỏ, hiện tại toàn bộ cũng hủy đi. Thanh lý ra một cái rộng hơn 10 thước đất trống, mà trung tâm dựng lên một cái rộng 5-6 mét, cao hơn 1 mét làm bằng gỗ đài cao. Mà đài cao chu vi vòng quanh 10 cái cường tráng người, bọn hắn là đi săn đội đồ đằng chiến sĩ, mỗi người mặc trên người hung hãn phục sức. Có đầu người trên mang to lớn hung thú xương sọ, có đầu người trên cắm tươi y diễm lông vũ, có người cái cổ treo răng thú dây chuyền. Lại bên ngoài đều là bộ lạc người, lão nhân, thiếu niên cùng nữ nhân, bọn hắn cũng lo lắng nhìn qua đạo kia già nua bóng người, có mắt người nước mắt đã rơi xuống. Tộc trưởng đi lên đài cao, run run rẩy rẩy đứng vững, đối diện phía dưới Tô Bạch, đứng ở trước mặt tộc trưởng. Sau đó, tộc trưởng liền cất lời, nói Tô Bạch hãy quỳ xuống trước ông. Sau đó ông giơ tay lên một cái, quay người nhìn qua dưới đài cao đám người, giờ khắc này thanh âm già nua lại là trung khí 10 phần. Ta đã chờ đợi cậu suốt 63 năm rồi, đây chính là khoảnh khắc chào đó một tân pháp sư, người sẽ thay ông lãnh đạo mọi người. Tô Bạch mím môi một cái, minh bạch Vu Dụng tâm lương khổ, đây là tại vì cậu mà trải đường, nhưng bộ lạc người tán đồng hắn người xa lạ này. Tộc trưởng ho khan, khom người thở mạnh lấy tức, đột nhiên phất tay ngăn cản muốn xông lên đài cao đám người. Sau đó dùng da thú tay áo lau khóe miệng, khàn khàn âm thanh hô, bắt đầu truyền thừa nghi thức đi. Rõ. Đồ đằng chiến sĩ ngửa đầu bi thương gầm thét lên tiếng. Rõ. Bộ lạc tất cả mọi người bi thương hô. Tiếp đó, tộc trưởng phất tay lên, dâng máu. Tất cả mọi người liền giơ lên bàn tay của mình, trực tiếp bị những mảnh vỡ cắt đứt. Máu tươi cứ thế đổ dồn về phía tộc trưởng, lập tức tay nắm chặt, tạo nên một vật tròn, sau đó ông liền triệu hồi tín vật. Huyết dịch tiến vào lục sắc quang mang bên trong, lập tức phát sinh kịch liệt biến hóa, lục sắc quang mang trong nháy mắt biến thành lửa hồng sắc, liền cùng hỏa diễm đồng dạng tung bay theo gió. Càng ngày càng nhiều huyết dịch hội tụ tới, mà Vu sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, bình thường có thần hai mắt cũng biến thành đục ngầu, khóe miệng huyết dịch chậm rãi chảy xuống. Ngay sau đó, tín vật hiện ra, trực tiếp nhập thẳng vào người Tô Bạch. Tộc trưởng chạm hai ngón tay lên trán, đây chính là di sản của một pháp sư thực thụ, sau đó đưa ra một nguồn sáng trước mặt Tô Bạch. Mọi quá khứ của cựu pháp sư và những bí mật của tín vật đều hội tụ ở trong luồng ánh sáng này, cứ thế, ông trực tiếp ấn nó vào trong đầu của Tô Bạch. Cậu cứ thế rơi vào trong khoảng không, cứ thế hiện ra ký ức xa xưa. Tiếng người thúc giục lần nhau cố lên, bọn họ sẽ trở về lại bộ tộc, một thiếu niên bé nhỏ nơi sa mạc buổi đêm. Ôm lấy tín vật không ngừng cầu xin thần linh chỉ dẫn cho, hãy cho cậu thấy tương lai của bộ tộc này. Một luồng sáng phát ra, một người phụ nữ, với danh nghĩa là pháp sư bộ tộc vội vàng chạy tới ngăn lấy đứa trẻ. Xem trước tương lai không khác gì là một liều thuốc độc cả, cũng chính vì cậu bé đã làm một chuyện cấm kỵ, cho nên cậu sẽ không thọ được lâu. Đứa bé khóe miệng ướt máu, nhưng vẫn thì thầm với sư phụ những gì bản thân đã thấy. Nữ pháp sư chỉ khẽ chạm nhẹ vào một, ra dấu bí mật, đó chính là bí mật của riêng cậu bé, đừng quá phụ thuộc vào bói toán, nhưng cũng hãy ghi nhớ nó và khắc ghi trong tim. Một ngày nào đó, bộ tộc của họ sẽ trở nên hùng mạnh, chỉ có điều không ai biết là bao giờ, có thể có cũng có thể không. Tương lai là thứ gì đó chắc chắn, nhưng bà tin rằng có cậu bé ở đây, tương lai mọi người sẽ không phải chịu đói chịu rét nữa. Cứ thế, cậu bé thuở nào đã lớn nhanh, trở thành pháp sư của bộ tộc, nhưng đợi mãi cả một đời, vẫn không thể tìm thấy người thừa kế. Tưởng chừng bản thân đã từ bỏ, khi bộ tộc bị tấn công, người đó vẫn chưa chịu xuất hiện, tại sao cậu vẫn chưa chịu xuất hiện, và đó cũng là lý do, đến tận bây giờ, ông vẫn không chịu gục ngã. Sau một hồi cảm nhận ký ức này, Tô Bạch liền chảy ra hai dòng nước mắt, cậu xin lỗi vì đã khiến cho tộc trưởng phải chờ đợi lâu đến như vậy. Cứ như thế, tộc trưởng nhúng mấy ngón tay vào hũ mực đỏ, vẽ lên trên mặt Tô Bạch những hoa văn quen thuộc, tương lai của bộ tộc Nghiêm Long. Tất cả đều phụ thuộc vào Tô Bạch, cứ thế, tộc trưởng liền yên lòng mà ngã ra sàn, cái nắm tay ấy đã thành sự thật rồi, pháp sư trong lời tiên tri. Khẽ mở mí mắt đang nặng trĩu ra, không rõ bản thân đã ở trong lều từ khi nào, có lẽ là sau khi Tô Bạch đã ngất đi, ai đó đã mang cậu trở về đây. Nhìn lên bàn tay đang phát ra những ánh hào quang, pháp sư, tín vật, giờ Tô Bạch đã nắm giữ tất cả. Chính xác thì tín vật là minh chứng của một pháp sư, nó phát triển hay suy, hoàn toàn phụ thuộc vào người thừa kế nó. Thực chất lễ kế nhiệm pháp sư là để kế thừa ký ức, kinh nghiệm của người đi trước. Sau khi Tô Bạch kế thừa di sản, cảm giác như mắt cậu đã hết cận rồi thì phải, giờ cậu có thể nhìn thấy mọi thứ khá rõ nét, cảm giác này cũng là lạ quá đi. Cơ thể của Tô Bạch cảm giác như tràn đầy sức mạnh vậy. Tô Bạch nghĩ bản thân cậu bây giờ cần phải cải biến cái gì, vẫn là hỏi hệ thống chính là trả lời nhanh nhất. Hệ thống cứ thế mở ra, tại giao diện thuộc tính, ký chủ, Tô Bạch, sức bền, 2,1, sức mạnh, 2,2, nhanh nhẹn, 2,1, tinh thần, 12, tất cả đều ở mức bình thường, chỉ khác một chỗ đó chính là có thêm tín vật, hỏa long. Nghề nghiệp lúc này đã được cập nhật, pháp sư mới tập hách, Kỹ năng hồi phục, level 10/100, chú ý. Hồi phục lúc này chỉ có tác dụng với những người mắc các chứng bệnh thông thường và muốn trở thành một pháp sư thực thụ thì không được bỏ qua những thứ cơ bản. Tô Bạch ngạc nhiên nhìn hệ thống, sau đó liền vén ống tay áo lên, tự bản thân kiểm tra lại tình hình cơ bắp của mình. Sức bền, sức mạnh và nhanh nhẹn đều tăng gấp đôi, riêng tinh thần của Tô Bạch lại tăng đến 10 số lận và còn thêm chỉ số pháp lực. Như rắn hóa thành rồng vậy, Tô Bạch có thể cảm giác được, cái cơ thể lúc này hoàn toàn không phải là cơ thể của cậu. Lúc này, Tô Bạch cũng liền nhận ra tinh thần và pháp lực trông na ná nhau, hai chỉ số này có mối liên hệ. Về cơ bản chúng là giống nhau, kỹ năng của pháp sư sẽ tiêu hao pháp lực, còn kỹ năng của hệ thống sẽ tiêu hao tinh thần. Tô Bạch là ở buổi tối ngất xỉu, hiện tại đã là ngày thứ hai ban ngày, bây giờ cũng là có thể đánh dấu điểm danh được rồi. Ngay sau đó, Tô Bạch nhận thưởng thành công, thống kê của hệ thống cho thấy còn nhiều phần thưởng chưa nhận, Tô Bạch là muốn nhận hết tất cả. Tiếng đinh đinh liên tục vang lên, sau một hồi, Tô Bạch đã thu về cho bản thân như dao chém hoa quả, sách hướng dẫn sản xuất vải. Tô Bạch lập tức đứng dậy, nhìn qua trống rỗng xuất hiện tại trong tay lam sắc trang bìa thư tịch, trang bìa viết mấy cái chữ phồn thể, vải bố dệt công nghệ. Phần thưởng của hệ thống cũng là có mấy cái này luôn, Tô Bạch thực sự là khó tin vào mắt, cậu cũng sẽ không lấy làm lạ nếu hệ thống cho quả công thức làm giấy vệ sinh. Nhưng nếu nói thẳng ra, công thức làm vải lanh cũng không hề tồi chút nào. Tô Bạch liền lật xem sách bản, phát hiện công nghệ đều là cổ đại kỹ thuật, mà không phải hiện đại khoa học kỹ thuật hoàn toàn có thể dùng thủ công chế tạo. Trong bộ lạc người, chỉ có một số nhỏ người có áo da thú mặc, giống đồ đằng chiến sĩ đều chỉ có nửa người dưới vây quanh da thú, mà nữ nhân nửa người trên tài trí đến một điểm da thú che lấp, nửa người dưới dùng cỏ khô tập kết váy, một chút tiểu hài tử càng là thân thể trần truồng. Nhìn qua nội dung quyển sách, lịch sử làm vải lanh Trung Hoa, vải lanh Trung Hoa có lịch sử lâu đời hơn cả vải lụa. Từ thời xa xưa, nhân loại phát hiện ra công dụng của cây lanh và từ đó sản xuất ra một loại vải cùng tên. Do đó có rất nhiều dấu vết của vải lanh ở nhiều thời đại, đến nay con người vẫn chưa biết chính xác lần đầu con người phát hiện và làm ra vải lanh đầu tiên ở đâu. Trước khi công nghệ dệt lanh xuất hiện, con người dùng đá đập mềm cây lanh, sau đó bện thành dây thừng hoặc tết thành lưới, thuận theo sự phát triển của Trung Quốc. Công nghệ dệt lanh ra đời và được chia thành 3 giai đoạn dệt thủ công, giai đoạn dệt cơ khí và cuối cùng là giai đoạn dệt điện tự động. Quả nhiên là không tồi, hầu hết bộ tộc đều mặc da thú, trong tương lai, nếu có thể, Tô Bạch sẽ hướng dẫn họ dệt vải làm trang phục. Đột nhiên bên ngoài lều truyền đến tiếng lạ, Tô Bạch vội vàng đem sách vở cuốn lại, nhét vào trong túi, từ từ trả lời bản thân đã tỉnh. Lều vải bị sốc lên, Nhan Khư, Thương Thạch hai người cất bước đi đến, Tô Bạch cần thu dọn và di chuyển đến lều chính. Đó là nơi ở của pháp sư, từ giờ cậu chính là pháp sư dẫn dắt của bộ tộc này cần đến sự hướng dẫn của cậu. Lúc này, Tô Bạch liền hơi cúi đầu xuống, thi thể của cựu pháp sư sao rồi? Thương Thạch lúc này mới lên tiếng, bọn họ đã nghe theo nguyện vọng của ngài ấy, cựu tộc trưởng đã được đem đi hỏa táng rồi. Ngay sau đó, Thương Thạch chìa tay ra để lộ một vật nhỏ trên tay, đây chính là thứ sót lại sau khi hỏa táng. Tô Bạch nhìn thấy thứ này bất giác bất ngờ, cho cũng nén được sao? Nhưng điều này là phi khoa học, sao cho có thể vón cục được? Tuy nhiên có thể do nơi này không phải trái đất, nên cái gì cũng có thể xảy ra. Thấy tân pháp sư đột nhiên nói đến cho, cả hai người Nhan Khư và Thương Thạch liền ngơ người ra, không hiểu Tô Bạch là đang nói đến cái gì. Khẽ trùng mí mắt xuống, Tô Bạch xót ra, cầm lấy thứ nhỏ trên tay, để tưởng nhớ một pháp sư vĩ đại của bộ tộc này. Chắc ông trời đã giữ lại tinh hoa của ông ấy, Tô Bạch là sẽ cất giữ thứ này thật cẩn thận, sau khi giành lại mảnh đất tổ tiên, cậu sẽ xây điện thờ cho ông ấy. Ánh mắt lúc này có phần nghiêm túc, xoáy sâu vào không trung, kể từ bây giờ, Tô Bạch chính là pháp sư của tộc trưởng của bộ tộc Nghiêm Long. Tại lều của pháp sư, Tô Bạch hiên ngang ngồi giữa lều, ân cần hỏi han Nhan Khư và Thương Thạch về tình hình bộ tộc bây giờ như thế nào rồi, lượng thịt dự trữ của bọn họ còn bao nhiêu. Theo như Thương Thạch, lượng thịt này vốn không còn nhiều, cùng lắm chỉ đủ cho lính bảo vệ tín vật, còn không đủ thức ăn cho lính dự bị. Tô Bạch bất giác kinh ngạc, vậy mà chỉ có 6 lính dự bị sao? Lúc đầu ở bộ tộc này có tới 26 người, nhưng trong trận chiến với bộ tộc rắn đen, đa số đã bị bắt làm nô lệ, giờ có thể họ đã chết hoặc bị bán như nô lệ rồi. Đương nhiên, giờ đây mối bận tâm của Tô Bạch chính là bộ tộc rắn đen kia, không rõ bọn chúng có cách xa bộ tộc này không, cậu cần phải hiểu rõ hơn về bộ tộc rắn đen này. Tô Bạch khẽ thở phào hỏi, chỉ cần không chết liền tốt, trở thành nô lệ liền còn có thể cứu trở về. Nhan Khư đại khái lo Tô Bạch sợ, liền cất lời trấn an, âm thanh lạnh lùng nói, cũng là bởi vì dạng này mới khiến cho bộ tộc Nghiêm Long bộ lạc trốn qua một kiếp. Tô Bạch cũng là đừng lo lắng, bộ tộc rắn đen sẽ không tấn công họ đâu, miếng đất này quá cằn cỗi, tộc rắn đen cũng chẳng thấy được lợi lộc gì. Săn bắt thú xung quanh đây còn như là cực hình, có thứ gì để chúng đếm xỉa tới chứ, phải mất nguyên ngày mới tìm ra được con mồi và mất tận 3 ngày mới có thể săn được nó. Tô Bạch nãy giờ rất chú tâm lắng nghe, bất lợi lúc này, có khi lại là ý hay. Mặc dù vị trí có chút bất lợi cho việc kiếm ăn, nhưng nhờ vậy mà bọn họ sẽ an toàn trong khoảng thời gian này. Tô Bạch là cần tranh thủ cải thiện lượng lương thực dự trữ của bộ tộc. Nghĩ tới Nhan Hoa gầy đét vào, cậu cũng không biết ở phiên chợ có tìm được thứ gì ngoài lương thực không. Lúc này, ánh mắt Tô Bạch sáng lên, quay ra nhìn thẳng vào hai người trước mặt, hỏi bọn họ có biết vải lanh không. Đương nhiên, thứ này cả Thương Thạch và Nhan Khư đều biết rất rõ, vải lanh này rất hiếm có, cũng chỉ có ở những bộ tộc lớn. Ước mơ của Thương Thạch hồi nhỏ cũng là được mặc đồ làm từ vải lanh. Mọi người trong bộ tộc Nghiêm Long luôn muốn làm ra được quần áo từ vải lanh, nhưng muốn đổi nó cần phải có thịt khô. Và mỗi khi phiên chợ bắt đầu, vải lanh lại bị giành giật mua bán ngầm trước cả khi ra hàng. 3 miếng thịt khô để đổi lấy một cuộn vải. Ngay lập tức, Tô Bạch liền tính toán trong đầu, một miếng là năng bao nhiêu, ở trái đất thời xưa, một miếng thịt cũng đã xấp xỉ 120 bao. Nhan Khư cũng là vuốt cằm hơi suy nghĩ, sau đó bảo Thương Thạch đứng yên, còn bản thân lập tức hai tay miêu tả khoảng cách trên cơ thể Thương Thạch. Từ vùng cổ Thương Thạch trở xuống đến giữa bụng, khoảng cỡ đó là bằng một miếng thịt. Còn về chiều dài một cuộn vải, lần này lại phải nhờ Thương Thạch nằm xuống rồi. Nó chính là dài từ chỗ Thương Thạch nằm hướng tới cửa lều là bằng một cuộn vải, hay nói toẹt ra là từ chỗ Tô Bạch ngồi ra đến cửa. Một tấm vải lanh 1 x 10 mét, giá 300 pound thịt khô, độc quyền có khác. Đột nhiên, Tô Bạch đứng phát dậy, tay vung sang bên, vậy mục tiêu đầu tiên của bọn họ chính là thu thập thật nhiều thịt, như vậy cả tộc cũng sẽ không lo chết đói nữa. Tại cánh rừng, cả đội thợ săn đang lùng sục tìm cỏ, khiến cho mọi người ai cũng khó hiểu, không đi săn thú mà lại đi tìm cỏ thế này, quả là tốn thời gian quá đi. Nhưng lập tức người sói này đã bị Thương Thạch một đấm thẳng vào đầu, đây là vì tương lai của cả làng đó. Nhớ lại cuộc nói chuyện hồi sáng, Thương Thạch vẫn không khỏi bồi hồi. Khi mới biết tân pháp sư biết cách chế tạo ra vải lanh, Thương Thạch đã không khỏi hét lớn, muốn xác nhận lại lời này một lần nữa. Tô Bạch gật gật đầu, liền ra dấu cho hai người trước mặt hạ nhỏ giọng xuống, nếu mà để ai nghe được điều này, cả làng của họ sẽ trở thành mục tiêu đáy. Tô Bạch lúc này liền vỗ vai Thương Thạch mà phân phó, lần tới đi săn, nhất định phải giúp Tô Bạch tìm tới một loại cây. Đó chính là nguyên liệu cần thiết để làm ra vải lanh, sắp tới làng có đủ số lượng lương thực hay không, tất cả đều dựa hết vào nó. Thương Thạch nắm chặt hai tay, mấy tên nông cạn làm sao mà hiểu được tân pháp sư đã giao cho bọn họ một nhiệm vụ quan trọng như thế nào, Thương Thạch nhất định phải hoàn thành nó bằng mọi giá. Lúc này, tại lều của pháp sư, Tô Bạch hai tay chống lên mặt suy tư, bây giờ thịt khô trong bộ tộc cũng chỉ còn lại đủ cho 15 ngày, mà phải chia cho lính đi săn và dùng để di chuyển tới phiên chợ, thời gian vốn chẳng còn nhiều để mà tìm cây lanh nữa. Ánh mắt Tô Bạch trở nên lo lắng hơn bao giờ hết, thời gian thực sự quá gấp rút. Cậu cũng là đã cử Thương Thạch và Đàm Giác đi tìm cây lanh, nhưng không biết bọn họ có thể tìm được nhiên liệu không nữa. Rồi sau khi tìm được nó, Tô Bạch sẽ làm gì, liệu có thể dạy cho họ làm vải lanh không? Công thức sản xuất là bí mật, làm sao để phổ biến được cho mọi người? Nếu Tô Bạch tìm được phụ tá phù hợp, xong để họ đi giảng lại cho những cấp dưới, và cấp dưới sẽ dạy lại cho những người khác. Trong trường hợp tệ nhất, nguyên liệu không tìm đủ, Tô Bạch là phải có kế hoạch dự phòng, và còn nhiều vấn đề trong bộ tộc, nước uống, muối và sinh hoạt. Tô Bạch lập tức vào đầu bứt tai, nghĩ thôi cũng đã đủ thấy đau đầu rồi. Tô Bạch chỉ mới làm pháp sư một hôm thôi mà tiểu tụy cả ra, cậu chỉ là tiểu thuyết gia mà thôi, bản thân cậu vốn còn lo chưa xong nữa. Tô Bạch đảo mắt rối bời, đến cả cậu còn nghi ngờ cậu thật sự có thể quản lý bộ tộc này thật tốt không. Lúc này, Nhan Hoa từ bên ngoài đi vào, lập tức hốt hoảng chạy vào, lo lắng cho thân thể tân pháp sư lẽ nào bị ốm. Nhan Hoa ngẩn người, vừa nhẹ chân nhẹ tay đến gần, liền cùng đầu vào trán Tô Bạch để kiểm tra thử. Lập tức khiến cho Tô Bạch bất ngờ tránh ra, sau đó ngại ngùng mà hỏi Nhan Hoa đến đây để làm cái gì. Nhan Hoa dựa vào thành đá, ngẩng đầu nhìn trước mắt tóc đen mắt đen của Tô Bạch, con mắt màu đỏ đối đầu con mắt màu đen. Không tự chủ bị sâu thẳm đen đồng hấp dẫn, phảng phất tâm thần muốn bị hút đi, cô ở đây là để đợi chỉ thị của tân pháp sư Tô Bạch đây. Bố Nhan Hoa và mọi người, tất cả đều ra ngoài rồi, cô cũng là sẽ dùng hết sức bảo vệ sự an toàn cho pháp sư. Nhưng Tô Bạch nhìn vào thân ảnh nữ nhân trước mặt, ánh mắt có chút khó tin, Nhan Hoa thực sự là đáng để tin đấy chứ. Lời này lập tức khiến cho Nhan Hoa khó kìm nén mà lao thẳng vào định ám sát Tô Bạch, hai tay không ngừng kẹp chặt lấy cổ cậu. Không quan trọng cô có đáng tin hay không, Tô Bạch có tin cô siết cổ pháp sư bằng một tay không. Tô Bạch cũng là bị nữ nhân này kẹp cho tí thì đang xuất rồi, mặt mày tái đen mà chịu nhún nhường Nhan Hoa, cậu không rảnh chơi đùa với cô nữa, cậu cũng sắp ngỏm tới nơi rồi. Cứ thế, Nhan Hoa liền bỏ tay khỏi cái cổ gầy của Tô Bạch ra, cô sẽ không để cho cậu một mình ở lại lều, cũng sẽ giúp cậu làm mấy việc lặt vặt vậy. Nhan Hoa sẽ giúp đỡ Tô Bạch như một trợ lý pháp sư vật. Lúc này, Tô Bạch cũng cất lời hỏi thăm những trợ lý pháp sư trước kia đâu, sao họ không đến giúp cậu. Ánh mắt Nhan Hoa khẽ chùng xuống, nét mặt liền có chút buồn, cô yếu ớt liếc qua Tô Bạch, nhỏ nhỏ tiếng nói, trong lúc cố bảo vệ pháp sư trong cuộc chiến với tộc rắn đen, bọn họ đều chết cả rồi. Tô Bạch cũng là hiểu được mọi chuyện, khẽ thở dài, tộc rắn đen lại đem Nghiêm Long bộ lạc trụ cột giết đến 7-8 phần, thật là đáng hận. Tô Bạch muốn nhờ Nhan Hoa tìm cho mình một người nào mà vừa thông minh, chăm chỉ, có nhiều ý tưởng sáng tạo không. Nhan Hoa từng câu từng chữ của Tô Bạch cất lên, lập tức khiến cho cô lộ ra càng nhiều ý cười, người mà cậu miêu tả đó, chẳng lẽ không phải là cô sao? Cứ thế, Nhan Hoa cúi xuống trước mặt Tô Bạch, khẽ chạm lên gò má của mình, hai má cũng liền ửng hồng, cậu nói vậy, cô cũng là ngại làm đó. Nhưng rất nhanh Nhan Hoa cũng bị Tô Bạch làm cho cụt hứng, cậu chống hai tay lên cằm, ánh mắt có chút tối, Nhan Hoa cũng là dừng lại được rồi, cô cũng là ảo tưởng ít thôi. Bị Tô Bạch thẳng thừng nói như vậy, Nhan Hoa liền giận dỗi quay mặt sang một bên, cô không nói nhiều nữa, liền đề nghị tân pháp sư đây hãy chọn Miko cho mình đi. Tô Bạch nghiêng đầu không hiểu Miko mà Nhan Hoa nhắc đến là gì, khiến cho cô vừa giải thích, khuôn mặt cũng có chút phiếm hồng lên. Đó chính là người chăm sóc pháp sư hàng ngày, dọn dẹp lều chính là làm một số việc may vá, hay đưa ra các gợi ý, Miko cũng có thể là người mà Tô Bạch nói đến. Tô Bạch nghe đến đây lập tức phấn chấn, cô ấy là trợ lý đặc biệt của pháp sư sao? Quả nhiên là đúng ý của Tô Bạch, vậy ai có thể làm Miko được? Tô Bạch rất nóng lòng muốn biết. Nhan Hoa ửng hồng hai má, cô chính là biết đến một người. Nhớ lại lời cha đã dặn, tân pháp sư sẽ sớm cần một Miko, mà Nhan Hoa cũng đã tiếp xúc với cậu ấy, ông nghĩ rằng cô phù hợp với vị trí đó. Nhan Khư cứ thế vỗ lên vai con gái, nó là một cơ hội quý giá, cô cũng phải bắt lấy nó. Nhan Hoa không ghét Tô Bạch, trở thành một Miko cũng là ước mơ của bao cô gái trong bộ tộc, nhưng làm sao cô có thể báo thù cho mọi người khi làm một Miko được. Dù có chuyện gì, Nhan Hoa cũng quyết phải trở thành chiến binh bảo vệ kỷ vật và giết chết lũ rắn đen. Lúc này, Nhan Hoa đột nhiên bị Tô Bạch làm cho giật mình sực tỉnh, cả hai nhanh chóng tiến đến một chiếc lều, đây là nơi bạn thân Nhan Hoa ở cùng với một số người bạn khác. Tô Bạch liền khẽ nhòm vào bên trong, quan sát từng người, cậu đã bị thu hút ngay bởi một cô gái với cái đuôi cáo và mái tóc hồng, có lẽ chính là cô ấy rồi. Cả Tô Bạch cùng với Nhan Hoa cứ lén la lén lút mà nhòm ngó vào bên trong, nhưng chỉ có một vấn đề nhỏ với Tô Bạch, cô gái này quả nhiên là đẹp thật, nhưng trông gầy yếu quá. Ấn ký máu của bộ tộc trên mặt cô gái kia bắt đầu nhợt nhạt hơn rồi. Nhan Hoa lập tức xua tay vội, cô ấy tuy yếu, nhưng siêng năng, tốt bụng vô cùng, tuy có chút hơi bướng bỉnh. Vũ Huỳnh là cháu của chú Thương Thạch, cha mẹ cô ấy đã chết từ khi cô ấy còn rất nhỏ, và dì của cô ấy đã nhận nuôi cô ấy. Một thời gian sau, dì cô ấy mang thai, nên Vũ Huỳnh chuyển tới đây, cô ấy bảo không muốn động vào thức ăn của nhà dì, cả dì và em bé cần ăn hơn cô. Tô Bạch cũng phải thêm lời khen ngợi cô gái này, quả nhiên, cô ấy đã làm đúng. Nhưng Nhan Hoa vốn không hiểu, tại sao chứ, Vũ Huỳnh có thịt để ăn mỗi ngày khi ở nhà chú Thương Thạch, cô thấy rằng ở đây cô ấy phải ăn uống rất khổ sở. Nhan Hoa có thể không hiểu được tâm ý của Vũ Huỳnh, nhưng Tô Bạch hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của cô gái kia, cũng như lý do vì sao cô ấy lại làm như vậy. Khẽ nở một nụ cười, Vũ Huỳnh là không muốn vì cô ấy mà gia đình chú Thương Thạch phải lo thêm một miệng ăn, và nó giống như cái kiểu mắc ơn quá lớn. Thoáng chốc, một chút ký ức quá khứ ùa về trong tâm trí Tô Bạch, bóng dáng đứa trẻ đứng bên dưới một căn nhà, Vũ Huỳnh kia chỉ là đang cố trấn tĩnh lại mình mà thôi. Mấy cái nữ nhân ở cùng một chỗ, nhàm chán liền sẽ trò chuyện lên vụn vặt bát quái. Nữ nhân tuổi tác nhìn có vẻ lớn nhất ở đây bắt đầu lên tiếng nói với Vũ Huỳnh có thể tiếp tục ở lại nhà của chỉ huy Thương Thạch, nhưng sao cô lại muốn vào đây giày vò bản thân chứ? Nữ nhân bên cạnh cũng liền lên tiếng phụ họa, cô không hiểu được, bọn họ đã có tân pháp sư rồi, Vũ Huỳnh cũng là còn trẻ đẹp. Bố mẹ cũng là những trụ cột với bộ tộc, cô lại còn là cháu của chỉ huy, hay là cô đi tranh vị trí Miko cạnh pháp sư? Mấy lời này quả nhiên làm cho Vũ Huỳnh ngượng đến đỏ ửng cả mặt, bọn họ cũng không nên nói mấy lời vô lý như vậy chứ. Cô làm sao có thể xứng trở thành Miko, tân pháp sư cũng chắc chắn không thích cô đâu. Cả hai người một lớn một nhỏ liền bật cười trêu ghẹo, dù cho Vũ Huỳnh có nói có hay không, cũng không phủ nhận được điều gì đâu, mọi người trong bộ tộc đều hiểu cô là muốn gì mà. Thấy bản thân bị nói trúng tim đen, Vũ Huỳnh liền đỏ hồng cả mặt, hai tay cứ chọc chọc vào nhau, có lẽ cũng là chỉ có một chút muốn. Nhưng vốn dĩ không được đâu, cô vẫn thấy Nhan Hoa xứng đáng hơn, lúc nhỏ cô ấy cũng nói với Vũ Huỳnh muốn trở thành một Miko. Tô Bạch vừa nghe tới đây liền quay sang nhìn về phía Nhan Hoa, thật luôn cô gái. Nhan Hoa cũng là bị chọc cho giận cả người, cứ thế xông thẳng vào bên trong lều, tức giận mà nói lớn, đây rõ là một điều vô lý hết sức. Hành động đột ngột này của Nhan Hoa, Vũ Huỳnh cũng là bất ngờ, mặt mũi đỏ lên, cô cũng đâu có nói sai. Không phải trước đây Nhan Hoa từng nói với mấy người trong bộ tộc như vậy sao, nhưng vì sao mà Nhan Hoa lại nghe trộm cô nói chuyện vậy chứ? Lúc này, Tô Bạch từ bên ngoài, xốc rèm cửa lên mà bước vào bên trong. Bọn họ không phải là nghe trộm, mà là quan sát, cũng là chính cậu nhờ Nhan Hoa đưa mình tới đây. Sự xuất hiện đột ngột của tân pháp sư lập tức khiến cho Vũ Huỳnh không khỏi bất ngờ, bất giác chảy nước mắt, ánh mắt có phần bất lực, vậy là Tô Bạch thực sự đã nghe hết rồi. Vũ Huỳnh lập tức tự trách bản thân thật quá ngạo mạn khi dám nói bản thân muốn trở thành Miko, cũng thật ngu ngốc, cô cũng hứa sẽ rời đi đến nói không ai biết mặt mình. Tô Bạch cũng là hơi gượng gạo, khẽ đánh mất sang bên khác, sau đó chỉnh lại giọng điệu muốn hỏi han một số điều với Vũ Huỳnh. Sau tất cả, trở thành một Miko, ít nhất phải có chút hiểu biết. Ngay sau đó, Tô Bạch liền quay sang nhìn thẳng vào Vũ Huỳnh, trong lòng cũng có chút mong đợi, không biết cô có biết viết không. Lời này lập tức khiến cho nữ nhân bên cạnh không khỏi bất ngờ mà giớn người lên. Tô Bạch lúc này là nói đến viết sao, tân pháp sư là biết viết sao. Thực sự là quá vĩ đại rồi, Vũ Huỳnh lúc này ánh mắt đã ướt, hơi cúi đầu nhỏ giọng, rụt rè sợ hãi mà thừa nhận bản thân không hề biết viết. Tô Bạch lúc này mới nhận thấy bản thân hình như đã hỏi câu gì quá nghiêm trọng sao. Nhan Hoa bên cạnh lập tức thở dài hồi đáp, thầm thì với cậu, cái chuyện biết viết thực sự không phải ở bộ tộc nào cũng có. Tất nhiên chỉ có những bộ tộc lớn mới biết viết, còn ở đây, bọn họ thì không. Mặc dù là vậy, nhưng Tô Bạch vẫn chưa hiểu rõ về trình độ hiểu biết của thế giới này, cho nên cậu vẫn cần hỏi một vài câu hỏi. Ngay sau đó, Tô Bạch thẳng thừng thăm dò mong muốn của Vũ Huỳnh về việc làm Miko, đây cũng là chủ ý của Nhan Hoa, chính cô ấy đã giới thiệu Vũ Huỳnh cho cậu. Trong lúc Vũ Huỳnh còn đang ngây ngốc không hiểu lý do tại sao Nhan Hoa làm vậy, lúc này, Nhan Hoa cũng là ngại ngùng. Cô chính là có mục tiêu mới rồi, cô muốn trở thành chiến binh bảo vệ tín vật hơn là làm một Miko. Sau một thời gian dài suy nghĩ, Nhan Hoa nhận ra, Vũ Huỳnh, bạn thân chí cốt của cô, mới chính là người phù hợp với vị trí đó nhất, không những thế ước mơ của cô cũng là được trở thành Miko mà. Thấy Vũ Huỳnh có chút lưỡng lự, Tô Bạch liền cất lời động viên, cô vốn không cần quan tâm người khác nghĩ gì cả. Vũ Huỳnh lúc này mặt mũi đỏ ửng, hai ngón tay lại tiếp tục chọc vào nhau, ngập ngừng nói bản thân không muốn, nhưng cô thấy xấu hổ và ngu ngốc, đôi khi cũng hậu đậu. Nhưng có vẻ, Tô Bạch không hiểu được tâm ý con gái người ta rồi, cứ thế thẳng thừng đứng dậy, vậy cậu cũng không ép Vũ Huỳnh, đây chính là lựa chọn của cô, sau đó gọi Nhan Hoa đi theo. Nhanh chóng đi ra khỏi lều, Tô Bạch liền sải bước rời đi, để lại Nhan Hoa chạy đuổi theo bở hơi đít, tại sao cậu lại bỏ đi đột ngột như vậy chứ? Ngay khi đuổi kịp được nam nhân phía trước, Nhan Hoa lập tức chất vấn Tô Bạch, chẳng lẽ cậu không thấy Vũ Huỳnh đang rất xấu hổ và sợ hãi sao? Thực sự là quá tàn nhẫn rồi. Lúc này, nếu Tô Bạch rời đi như vậy, Vũ Huỳnh sẽ cảm thấy ghét chính bản thân mình, không những thế còn thấy bản thân vô dụng. Nhưng Tô Bạch chỉ quay đầu lại, đôi gò má có chút hồng, ai bảo cậu là tàn nhẫn chứ, còn việc Tô Bạch bỏ Vũ Huỳnh ở lại mà đi. Căn bản không thể nói là tàn nhẫn, cơ hội đến thì phải tự mình nắm lấy, không ai đâu lại đi dí nó vào tay cả. Nếu Vũ Huỳnh thực sự muốn trở thành Miko, cô ấy phải tự đấu tranh với sự yếu đuối của bản thân và tự tay nắm lấy, giành lấy cơ hội cho chính mình. Vấn đề không phải nằm ở chỗ Tô Bạch, mà là nằm ở Vũ Huỳnh mà thôi. Lúc này, tiếng bước chân vội vã vang lên, phía xa xa, bóng người lấp ló chạy tới, không ngừng ra dấu. Một nữ nhân lúc nãy trong lều cũng đã đuổi kịp được Tô Bạch và Nhan Hoa, lập tức bảo cậu dừng bước. Cứ thế cô gái này liền đưa cho Tô Bạch chút quà quê, đương nhiên, Tô Bạch có chút ngại nhưng cậu vẫn vui mừng mà nhận lấy nó. Nhận đồ xong, Tô Bạch cũng định cùng với Nhan Hoa rời đi, nhưng nhanh chóng nữ nhân kia đã vội cất lời, muốn tân pháp sư đợi một chút, Vũ Huỳnh cũng là đi cùng cô. Lúc này, từ đằng xa, Vũ Huỳnh yếu ớt chạy tới, thở hổn hển không ra hơi, sau đó, cô liền đỏ mặt, nắm chặt hai tay, dõng dạc tuyên bố với Tô Bạch, bản thân thực sự muốn trở thành Miko. Sau khi nói ra được mong muốn của bản thân, Vũ Huỳnh lập tức tiến tới chỗ Nhan Hoa mà nức nở bật khóc, không thể tin bản thân đã được tân pháp sư chọn làm Miko. Nhan Hoa ôm lấy người bạn thân thiết an ủi, pháp sư cũng đã chọn cậu trở thành một Miko, có gì mà phải khóc nữa. Hai mắt Miko long lanh, cô chính là đang khóc vì hạnh phúc, cô chưa bao giờ dám mơ ước nó trước đó, nhưng bây giờ, cô thật sự muốn trở thành một Miko. Chỉ có điều, Nhan Hoa hơi đỏ hai gò má, cô cũng là hơi nghi ngờ về thử thách của Tô Bạch, liệu có dễ dàng quá không, liệu có ổn không. Tô Bạch cũng là có chút lúng túng, cậu còn phải làm gì nữa đây, chẳng lẽ còn phải kiểm tra nữa. Mặc dù Tô Bạch thấy Nhan Hoa cũng hợp làm Miko, nhưng thực sự mà nói, Vũ Huỳnh phù hợp với vị trí đó hơn. Nhìn hai cô gái đang vui vẻ mà an ủi nhau, thực sự Tô Bạch cũng hơi hoang mang, nhưng cũng phải công nhận rằng họ đứng cạnh nhau thực sự quá thu hút rồi. Lúc này, Tô Bạch ngại ngùng lên tiếng, đề nghị Vũ Huỳnh đi rửa mặt trước, sau đó bọn họ sẽ bắt đầu. Nhưng lời này của cậu cũng là làm cho Vũ Huỳnh có hơi ngạc nhiên, nguồn nước của bọn họ vốn rất khan hiếm, sao cô có thể dùng nó để rửa mặt chứ? Tô Bạch nhíu mày, thật đúng là không hiểu rõ qua bộ lạc dùng nước tình huống. Hai mắt cậu đột nhiên giãn to ra, ngay sau đó là lướt ra một chỗ xa hai cô gái này. Tô Bạch có chút hoang mang tột độ trong lòng, cậu cũng chỉ có một câu hỏi, ở bộ tộc này, mọi người có tắm thường xuyên hay không? Và đương nhiên, rất nhanh Tô Bạch đã có được câu trả lời từ Nhan Hoa, bọn họ chính là tắm rất thường xuyên à. Ví dụ như cô chẳng hạn, cô sẽ tắm suốt mùa mưa hàng năm đó, mà đa số mọi người ở đây ai cũng đều như vậy. Luồng thông tin cứ như búa gõ thẳng vào trong đầu của Tô Bạch, Như vậy thì khác gì một năm tắm một lần chứ. Chính xác thì Tô Bạch đã isekai vào cái thế giới gì thế này. Khứu giác của những người nơi đây khá nhạy bén và khả năng thích nghi của họ cũng khá nhanh, nên có lẽ cũng đã quá quen với mùi này rồi. Vũ Huỳnh lúc này có chút e ngại, hai tay chọc chọc, điều này chẳng lẽ quan trọng làm sao? Đương nhiên là rất quan trọng rồi, mọi môi trường sống cần phải có nguồn nước, nó chính là thứ tất yếu phải có. Và trong tương lai, bọn họ nhất định phải xây dựng một hệ thống thủy lợi. Lúc này, Tô Bạch mới tiếp lời, không biết bộ tộc là lấy nước từ đâu. Theo như Nhan Hoa giải thích, có một cái hồ nhỏ ở cách rừng phía đông nam, nhưng có một đám cuồng thú ở gần đó, nên chỉ có chiến binh bảo vệ tín vật mới có thể tiến gần đến nó. Nước trong bộ tộc được vận chuyển và phân phát bởi chiến binh bảo vệ tín vật, nó cũng chỉ là để đủ uống thôi. Tô Bạch cũng liền từ từ quay lưng lại, định nhờ Nhan Hoa dẫn cậu đi tới chỗ cái hồ đó, nhưng tất nhiên lời vừa nói, Tô Bạch đã bị cả hai cô gái này giữ lại đến nỗi thổ cả huyết. Theo như Vũ Huỳnh, có một vài chiến binh bảo vệ tín vật ở các bộ tộc khác, họ sẽ chọn những bộ tộc nhỏ và bắt cóc pháp sư, sau đó ép pháp sư giao ra di sản. Có một pháp sư của một bộ tộc bị tóm được, đến khi tìm thấy đã kiệt quệ và chết rất thê thảm, bởi vậy, có một luật là pháp sư không được rời khỏi làng, trừ khi có việc quan trọng. Tô Bạch cũng là vô cùng bất ngờ, như đại pháp sư đã nói, nghề này đúng là ngồi mát ăn bát vàng mà. Tô Bạch cũng biết chỉ có 11 chiến binh bảo vệ tín vật, 6 người đi săn, còn lại canh gác quanh bộ tộc. Cứ mang nước đi mang nước lại, quá tốn thời gian, Tô Bạch cần tìm cách giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn nước này. Không thỏa hiệp được với hai người, Tô Bạch đành phải đi tìm Nhan Khư vậy. Lúc này cũng đã đến đêm, cả hai cô gái một trước một sau, quyết tâm bảo vệ Tô Bạch, cho dù có phải hy sinh cũng quyết không để cậu đi một mình. Với lại chỗ bọn họ tuy xa bộ tộc, nhưng khá gần bãi săn bên họ, cũng không quá lo lắng, nhưng vẫn là nên cẩn thận. Tô Bạch lúc này chỉ sợ lạc cả lũ với nhau, xong rồi rơi vào tình huống nguy hiểm, lúc đó mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Cả ba người vẫn là đang đi tìm vị trí của Nhan Khư và mọi người, đột nhiên có thứ gì đó lao tới. Ngay lập tức, móng vuốt vung lên, chiến binh bảo vệ tín vật, Sa Hồng lúc này cũng đã tóm vào cổ của đối tượng khả nghi, thì ra là người của tộc Hắc Lang. Lúc này, Hắc Lang mới từ từ cất lời, liền muốn đưa Tô Bạch trở lại tộc, nhưng cậu không muốn, bây giờ phải đi tìm nguồn nước mới quan trọng. Khi thấy Tô Bạch hỏi đến những người khác, Hắc Lang mới vội vàng thông báo, Mạch Mang đang bị thương, không được cứu chữa kịp thời, cậu ấy sẽ chết mất. Phía bên này, Nhan Khư đang không ngừng kêu tên của Mạch Mang, Hắc Lang cũng đã về bộ tộc tìm thuốc chữa cho cậu. Nhưng trên người Mạch Mang máu me đầm đìa, yếu ớt, đến nói cũng khó, chỉ sợ là không đợi được thuốc tới, cũng là bỏ lại cậu đi, không lâu nữa lũ quái vật sẽ lần theo mùi máu tới được đây. Lúc này, Mạch Mang trăng trối, muốn đưa đám thịt bò khô này cho con trai của mình, nói với nó là con sẽ sớm thức tỉnh thành một chiến binh bảo vệ cổ vật, đừng quá tự ti. Đột nhiên, phía bên bụi rậm vang lên tiếng xào xạc, người bên cạnh lập tức phóng đao về phía có tiếng động phòng thủ. Hắc Lang lúc này, từ bên trong hét lớn, cũng nhanh phản ứng mà tránh được đòn tấn công, chỉ có điều vẫn bị cắt qua da thịt một ít. Còn Hồng Sa bên cạnh, nhanh chóng vung tay lên hất văng vũ khí kia ra. Nhan Khư lúc này vô cùng bất ngờ, Sa Hồng ở đây, còn có cả pháp sư nữa. Cứ thế, một gõ vào đầu Hắc Lang, bảo cậu đi tìm thuốc hồi phục của pháp sư, vậy mà lại đưa hẳn pháp sư đến, không những thế cả Nhan Hoa và Vũ Huỳnh, vậy mà lại đưa pháp sư rời khỏi làng. Tô Bạch cũng chỉ biết cười ngại, cũng đừng trách họ, là do cậu khăng khăng muốn đi ra, sau đó tiến đến chỗ Mạch Mang mà chữa trị. Vết thương này khá nghiêm trọng, đây không phải là vết thương mà người thường có thể chịu đựng được, quả thực khó tin vào mắt. Thể chất của chiến binh bảo vệ tín vật thực sự đáng kinh ngạc, bây giờ cũng chính là lúc nên dùng tới kỹ năng hồi phục rồi. Nhan Khư lúc này đổ mồ hôi lạnh, cũng liền bảo Hắc Lang đi canh chừng. Bọn họ lúc này, ai cũng phải trầm trồ trước khả năng phục hồi của Tô Bạch, rõ ràng Nhan Khư bảo Tô Bạch phải mất tới 30 ngày để học pháp thuật. Vậy mà bây giờ, Tô Bạch không những làm được mà còn không cần niệm chú, cũng là lần đầu tiên mà họ nhìn thấy. Nhan Khư nãy giờ đứng nhìn, vừa kinh ngạc vừa khen ngợi, đúng như cựu pháp sư nói lúc trước, tân pháp sư có tài năng thiên bẩm. Lúc này, Tô Bạch dùng đến kỹ năng hồi phục, cũng là có tác dụng rồi, nhưng hồi phục này có giới hạn, cấp 1 là quá yếu, nên cậu cần chút thời gian. Sau một hồi chữa trị, vết thương của Mạch Mang cũng đã lành lại, vậy mà có thể tự hồi phục được, nhưng có vẻ vẫn không muốn quay về, mà ở lại đòi chiến tiếp. Mặc dù Mạch Mang có cánh, nhưng từ khi còn bé, Nhan Khư còn tưởng cậu ta không phải là tộc đại bàng mà là tộc vịt đó, có cậu ở đây, bọn họ không thể tập trung bảo vệ pháp sư được. Lúc này, Tô Bạch cũng là bị vắt cho kiệt sức rồi, sử dụng kỹ năng 3 lần liên tiếp thực sự là làm cạn kiệt sức lực. Lập tức, Tô Bạch liền kiểm tra bảng hệ thống, kỹ năng hồi phục đã tăng lên 9, cậu chính là phải tìm cách nhanh chóng nâng cấp kỹ năng hồi phục nhanh hơn. Nếu có quá nhiều người bị thương trong một ngày, cậu sẽ không đủ sức để chữa nổi mất. Theo như hệ thống, để hồi phục các chỉ số thì cần nghỉ ngơi hoặc uống thuốc hồi phục. Sau khi thấy Mạch Mang cùng với Hắc Lang trở về, Nhan Khư mới từ từ kể lại mọi chuyện. Mạch Mang đã hơi bất cẩn trong lúc tuần tra nên để lũ Khô Mộc Lang tấn công. Trong các chủng quái vật, Khô Mộc Lang không tính là quá mạnh, thậm chí là chúng yếu, nhưng chúng có thể bắn ra đám pha lê từ xương, gần như không thể tránh, nên chúng được xếp vào hàng nguy hiểm. Cứ thế, Nhan Hoa liền véo lấy má Tô Bạch, cho cậu thấy hối hận với quyết định trốn ra khỏi làng. Không chỉ như thế, trong khu rừng còn tồn tại những con quái vật khổng lồ chưa chắc những chiến binh bảo vệ tín vật có thể đánh bại. Mỗi loại thú có mạng có yếu, nhưng đều được phân vào ba loại: hỗn huyết thú, thuần huyết thú và độc huyết thú. Sức mạnh của chiến binh bảo vệ tín vật cũng dựa theo ba cấp đó. Trong bộ tộc có thể thấy hàng đầu gồm Nhan Khư, Thương Thạch, Mạch Mang, Thanh Nhan, Xà Hồng. Hàng thứ hai là những người có khả năng thức tỉnh nhờ di sản của Pháp Sư trở thành chiến binh bảo vệ tín vật. Quái vật như Khô Mộc Lang với tư cách tấn công từ xa theo lối đánh bất chợt khá khó tiếp cận. Đánh cận chiến với nó là quá khó để phân chia thắng thua, theo như những gì Tô Bạch thấy. Bản chất của phép hồi phục tương tự như những phương pháp trị liệu truyền thống của Trung Hoa, chỉ khác là tăng tốc độ hồi phục. Điều kiện cơ thể Mạch Mang là còn có thể cứu chữa được, còn cựu Pháp Sư ông ấy đã cạn kiệt sức sống. Tô Bạch đã thấy cuộc đối đầu giữa chiến binh thức tỉnh và chiến binh thường. Chiến binh thức tỉnh tuy dứt khoát hơn nhưng xem ra lực chiến của họ không chênh lệch lớn lắm. Nếu vũ khí trong tay Hắc Lang không bị đánh bay thì lúc đó chưa chắc có thể là cuộc chiến đấu cân bằng. Lúc này Nhan Khư liền phân phó cho Xà Hồng cùng Hắc Nanh chuẩn bị, bọn họ sẽ hộ tống Pháp Sư trở về. Nhưng Tô Bạch căn bản không muốn, cậu muốn đi xem nguồn nước, nhưng lập tức nhận được sự phản đối. Mặc cho Nhan Khư phản đối kịch liệt, nhưng Tô Bạch vẫn quyết tâm, cậu cần phải giải quyết nguồn nước, hay là muốn để tương lai bộ tộc cứ mãi như thế này. Tô Bạch biết an toàn của bản thân là quan trọng, nhưng cậu muốn đánh đổi mạng sống của mình để thử một lần, không muốn di sản của bộ tộc Nghiêm Long lụi tàn trong tay mình. Cuối cùng, Nhan Khư cũng bị Tô Bạch thuyết phục, cứ thế cùng với mọi người đi theo bảo vệ cậu. Cứ như thế, cả đoàn liền nghỉ ngơi, sáng hôm sau liền xuất phát, cuối cùng cũng đã đến được hồ nước. Đứng từ bờ bên này, Tô Bạch liền nhận ra mấy con thú bên kia chính là Khô Mộc Lang, nhìn chúng từ xa cũng đã thấy nguy hiểm rồi. Mạch Manh đã bị thương bởi đám sừng đỏ đó, chúng sống ngay sát nguồn nước như thế này, thật sự là khó. Theo Nhan Khư, chỉ còn một cách tiếp cận đám đó, nhưng vấn đề là đám cả sấu đã ẩn mình dưới hồ, chúng gần như là bá chủ của cái hồ này, số lượng chúng cũng không nhỏ và chúng là thuần huyết thú. Ngay cả có đầy đủ chiến binh bảo vệ tín vật ở đây, chưa chắc đã hạ nổi hai con vì chúng thích chơi hội đồng cơ. Vì vậy bọn họ luôn lấy nước khi lũ cá sấu đang ngủ trên bờ hoặc đánh lạc hướng chúng rồi mới lấy nước, vì vậy lấy nước cũng không mấy dễ dàng lắm. Tô Bạch cũng hơi hoang mang rồi, nhờ bọn họ mà cậu mới biết cách lấy nước ở đây không dễ, cậu lại cứ tưởng giống như kiểu lấy nước quen thuộc ở trái đất, giờ chắc Tô Bạch isekai tiếp thôi. Sau một hồi suy nghĩ, đơn giản lắm, đào đi, Tô Bạch cứ thế ra lệnh. Cái này nên gọi là hồ nước mới đúng, đúng là muốn lấy nước thì đơn giản nhất là đến mặt hồ và múc lên. Hầu hết các hồ lớn đều tạo thành do mưa lâu ngày hoặc do các mạch nước ngầm có sẵn trong lòng đất. Nếu mưa mà nhiều cái hồ đầy nước thì có thể là hồ này do mưa tạo thành, nhưng giờ đang mùa khô mà nước vẫn như vật thì đây chính là hồ nước được tạo thành từ mạch nước ngầm. Giờ bọn họ chỉ cần đào một cái kênh cạnh hồ để dẫn nước vào làng và bọn họ sẽ không phải lo vụ nguồn nước nữa. Mặc dù cả Vũ Huỳnh và Nhan Hoa nghe Tô Bạch trình bày có không hiểu lắm, nhưng ý tưởng này có vẻ là không tồi. Còn nói về đào hố, Hắc Lang đây không ngán bất kỳ bố con thằng nào. Tô Bạch lúc này liền quay sang phía Hắc Lang, không biết cơ thể của anh ta có còn ổn không, nhưng đương nhiên, một chiến binh như Hắc Lang thì có vấn đề gì chứ, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, mặc dù cũng có chút cảm thấy hơi mệt. Chỉ có một điều Tô Bạch không hiểu, tại sao mọi người lại tấn công nhanh chóng như vậy mà không nghe xem đó là gì, kể là đồng đội, nếu Tô Bạch không cẩn thận thì sẽ chết chắc. Thực ra, cái gì cũng có lý do của nó, khi đã bước vào bãi săn, những chiến binh bảo vệ tín vật không khác gì những con thú săn mồi, một là kẻ đi săn, hai là kẻ bị săn. Đặc biệt, ban đêm khứu giác và thị giác của bọn họ trở nên nhạy bén hơn, nên ai ra đòn trước thì người đó thắng. Với lại cũng không cần lo lắng những tình huống ấy, những chiến binh đã được huấn luyện cách tránh né, với lại vết thương bọn họ để lại còn đỡ hơn một phát cắn từ đám dã thú trong bãi săn. Và chiến binh ngã xuống cũng rất nhiều, nên giờ chỉ còn lại một ít, chính vì thế bọn họ càng phải cẩn thận. Lúc này, sau khi mọi thắc mắc được giải đáp, cũng chính là lúc Hắc Lang thể hiện sở trường của mình, liên tục đào bới bên dưới đất. Nhưng Tô Bạch vẫn là chưa có bảo đào luôn ấy, cũng thật là lanh chanh quá, cậu còn chưa biết mạch nước ngầm ở đâu nữa. Lúc này, bên trên Sa Hồng canh gác, bên dưới Nhan Khư để ý, còn bên này, cả ba người Tô Bạch cùng với Nhan Hoa và Vũ Huỳnh chính là đang đi tìm mạch nước ngầm, cũng là không được phép đào lệch. Đúng như mong đợi từ cách chiến binh, Tô Bạch nãy giờ quan sát Nhan Hoa, không khỏi thừa nhận, cô ấy có bờ mông thật cân đối, cũng có nhiều lúc đáng yêu đấy chứ. Đột nhiên Vũ Huỳnh cất tiếng, nói hố mà Hắc Lang đào đã có nước chảy vào, quả nhiên bọn họ sắp tới gần mạch nước ngầm rồi. Mọi thứ có vẻ khá thuận lợi, nhưng không đơn giản như vật, Tô Bạch có thể cảm nhận được bản thân cậu đã quên mất thứ gì đó quan trọng. Đột nhiên, có tiếng động lớn vang lên, tìm đội trưởng, có thứ cần cho anh ta xem thứ này. Tô Bạch lúc này liền bảo mọi người dừng lại, hôm nay đào vậy là đủ rồi, đào nữa sẽ gây chú ý cho lũ quái thú. Còn bây giờ, Tô Bạch cần bọn họ tìm cho cậu một rừng trúc ở gần đây, bọn họ cần một ít trúc. Thấy những người này lại ngơ ra, Tô Bạch liền giải thích, trúc là một loại cây vỏ thân cứng, nhưng rỗng bên trong. Nhan Hoa ngẫm một hồi, thực sự không có trúc ở đây, nhưng có ba loại cây có vẻ gần giống như Tô Bạch miêu tả ở gần đây, đó là cây rỗng, cây bướu đỏ và cây vô tình. Nhưng cây bướu đỏ và cây vô tình chỉ có thể tìm thấy ở mảnh đất tổ tiên của bọn họ, còn cây rỗng thì ở đây khá nhiều. Nhan Khư lúc này cũng là lên tiếng, không biết tân pháp sư muốn mấy loại cây này để làm cái gì. Nếu có loại cây đúng như Tô Bạch miêu tả thì mọi chuyện trở nên dễ dàng rồi. Và tất nhiên, cậu sẽ dùng chúng để làm một máng dẫn nước nguyên thủy. Lúc này, tiếng động khiến cho chim bay tứ tung, Nhan Khư dùng sức lực mạnh mẽ của mình mà đập mạnh vào thân cây rỗng, trực tiếp bẻ gãy chúng. Tô Bạch liền đi tới kiểm tra loại cây này, thân nó khá dày và chắc chắn, độ bền có vẻ khá cao. Quả thực là không có vấn đề gì, phần ruột thì rỗng, không những thế còn to hơn so với cây trúc thật. Thật quá hoàn hảo, một nguyên liệu tốt, ống dẫn nước sẽ làm xong sớm thôi. Mặc dù đã đốn cây rỗng xuống cho Tô Bạch, nhưng Nhan Khư vẫn là gãi đầu không hiểu công dụng của cái thứ này. Nhưng thực ra, nguyên lý hoạt động của nó rất đơn giản, Tô Bạch cũng sẽ giải thích sau, còn bây giờ, cậu phải đi tới mạch nước ngầm mới được Hắc Lang phát hiện ra. Một hố lớn hiện ra, phía bên dưới chính là nước, nhìn từ trên xuống, nguồn nước như thế này cũng là quá đủ rồi. Tô Bạch chỉ xem qua sách báo trước đó, đây cũng là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy mạch nước ngầm như thế này. Hắc Lang cũng không thể tin được, cái này chính là hồ chứa, không những thế lại còn do bọn họ tự thân đào được một ao nước. Chính vì quái thú chiếm giữ hồ nước, bọn họ càng phải cần đào một hồ chứa. Nhan Hoa cũng là vô cùng hưng phấn, nếu đào một cái hố có thể lấy được nước, sao bọn họ không đào một cái hố trong bộ tộc đi, cũng không cần ra đây lấy nước nữa. Nhưng nếu đơn giản như cô thì pháp sư đây không phải mà nguy hiểm đến đây rồi. Tô Bạch hơi cúi, không phải ở đâu cũng cứ đào là có nước đâu, vị trí này của bộ tộc xung quanh chỉ toàn cây cối rậm rạp, không phải là chỗ thích hợp xuất hiện mạch nước ngầm, nếu có nó đã hình thành các ao nước xung quanh rồi. Ở đây xuất hiện mạch nước ngầm chính là do có một cái hồ lớn ở kỳ đó. Còn thân cây mà Nhan Khư đang vác kia chính là dùng chúng để dẫn nước. Thử nghĩ mà xem, theo thời gian nước trong hồ chứa này sẽ đầy lên và tràn ra ngoài. Tuy nhiên nếu bắc một ống dẫn nước, đưa nước từ hồ chứa qua ống dẫn nước làm từ thân cây và ống dẫn nước sẽ nối tới làng, nước sẽ men theo đó. Lời này của Tô Bạch vừa nói ra, tất cả mọi người đều vui mừng cười toe toét, không thể ngờ Tô Bạch lại có thể nghĩ ra một cách hay đến như vậy, thật đúng là pháp sư. Tuy nhiên Vũ Huỳnh cũng có chút thắc mắc, pháp sư nói nước trong hồ nước lớn có thể tràn ra ngoài, nhưng sao lại không thấy nước thấm vào đất chứ? Điều này vô cùng đơn giản, đó là do mực nước trong hồ cao, còn ực nước trong hồ chứa thấp, nên khi lấy nước ở hồ tràn ra ngoài là bình thường. Còn lý do nước không thấm vào đất cũng là do chất lượng của đất, nơi có mạch nước ngầm có chất lượng đất xung quanh rất ít thấm nước. Đa số kiến thức này, Tô Bạch đều biết được do phải đi tìm tài liệu để viết tiểu thuyết mà ra. Thấy hai cô nương trước mặt không ngừng chảy nước miếng nghĩ về con vịt, Tô Bạch cũng là cạn lời. Đó là thấm nước không phải vịt, cả hai người này là nghe nhầm rồi, mà cậu cũng không muốn giải thích nữa, càng nói càng lú. Cứ thế, Tô Bạch vui vẻ mà chỉ tay về phía trước, mọi người cũng là chăm chỉ lên. Vũ Huỳnh, Nhan Hoa, Hắc Lang thì tìm kiếm thân cây và che cái hồ chứa lại, để lũ quái thú phát hiện ra sẽ rất phiền phức. Sau đó Vũ Huỳnh và Hắc Lang ở lại đây, trông chúng nguồn nước, cũng chú ý tới động tĩnh của đám quái thú. Nếu thú hoang đến thì cố bắt chúng, nếu không được thì hãy rút lui, an toàn là trên hết. Còn về phần đội trưởng, Tô Bạch cũng muốn nhờ ông nói với Sa Hồng bảo vệ ở đây, còn Tô Bạch với ông trở về bộ tộc, nói với những chiến binh tập hợp những người khỏe mạnh trong tộc lại. Ngay khi vừa đến được bộ tộc, Tô Bạch đã tập hợp mọi người lại mà tuyên bố, một vài ngày tới bọn họ sẽ giải quyết vấn đề nguồn nước cho bộ tộc, phải đảm bảo mạch nước sẽ dẫn tới bộ tộc. Các chiến binh sẽ đi theo bảo vệ an toàn cho mọi người, Mạch Mang sẽ là chỉ huy, còn Sa Hồng sẽ dẫn đầu đưa mọi người trong bộ tộc đến hồ chứa. Cũng phải chú ý tới đám quái thú, đừng để lỡ kế hoạch của bọn họ. Nhan Khư chỉ huy phân công việc chặt cây và vận chuyển, còn mọi người còn lại sẽ lo việc nối những thân cây lại. Phải đảm bảo chắc chắn khi nói máng nước sẽ dẫn tới bộ tộc, chú ý độ dốc và mực nước từng đoạn. Lúc này, có người liền hỏi Tô Bạch cách để ghép những thân cây lại với nhau, hai đoạn cây này vốn không khớp, nước sẽ chảy ra ngoài. Việc này thì vô cùng đơn giản, cắt thân cây theo kiểu khớp nối này, cứ như vậy hai đầu thân cây sẽ nối lại với nhau. Lập tức họ liền hiểu được lời của Tô Bạch, không khỏi khen cậu thật vĩ đại, xứng đáng với vị trí pháp sư, không có gì là cậu không thể làm được. Hai ngày sau, cả bộ tộc Nghiêm Long đã thành công dẫn nước vào làng, ngay khi dòng nước vừa chảy vào. Mọi người ai cũng sung sướng mà hét lớn, thực sự nước đã chảy tới làng rồi, bọn họ không còn phải lo về việc thiếu nước nữa. Vũ Huỳnh lúc này trong lều cũng vui không kém, Tô Bạch chỉ thừa nhận bản thân đưa ra ý tưởng, còn lại là nhờ sự chăm chỉ của mọi người. Đến cả Tô Bạch, cậu cũng phải kinh ngạc vì bản thân nghĩ mọi thứ phải mất một tuần, nhưng nó đã hoàn thành trong chưa đầy 2 ngày. Và hồ chứa cũng đã hoạt động, Tô Bạch cũng là đã đánh giá thấp năng lực của con người thế giới này rồi. Nhân tiện, Tô Bạch cũng muốn Vũ Huỳnh chuyển lời của cậu, cậu cần đưa ra một điều luật mới cho bộ tộc. Chống hai tay lên cằm, ánh mắt lóe sáng, điều luật đó chính là mọi người phải uống nước nóng. Lúc này, bên ngoài làng, Vũ Huỳnh liền tập hợp mọi người lại, chuẩn bị thông báo lệnh mới. Mệnh lệnh mới nhất từ Pháp Sư, phải đun nước trước khi uống. Lời này lập tức nhận được sự khó hiểu của mọi người, tại sao lại phải đun nước, trong khi có thể uống trực tiếp, thật là quá cầu kỳ à. Vũ Huỳnh lúc này mới tiếp câu, vì trong nước có rất nhiều bọ vô hình gây bệnh, nên càng phải đun sôi nước để diệt khuẩn. Mọi người trong làng nghe xong cũng khá bất ngờ, bọ trong nước họ thấy nhiều, sao có chuyện có bọ vô hình chứ? Nghe điều này quả thực vô lý, nếu Pháp Sư có thể thấy sao lại bảo là vô hình, cứ như thể nó là ma vậy. Nhan Khư lúc này mới lên tiếng, bọ thì có vấn đề gì chứ, bộ tộc của họ còn ăn bọ như một thứ lương thực. Cũng uống nước bao năm như vậy cũng có thấy sao đâu, mà ăn bọ cũng đâu đến nỗi tồi tệ. Vũ Huỳnh thấy mọi người phản ánh lại như vậy cũng có chút lúng túng, nhưng vẫn một lòng truyền đạt đủ lời của Tô Bạch. Lúc trước trong làng có người bị tiêu chảy và nôn mửa mấy tuần trước, nhưng lời nói vẫn ấp úng có phần lo sợ. Còn chưa kịp giải thích hết, đã bị mọi người nói thêm vào, bao năm rồi mà cô vẫn nghĩ nước đó có thể giết người sao. Chỉ có kẻ điên mới tin vào nó, trừ khi cho bọn họ lý do chính đáng thì mới chấp nhận. Vũ Huỳnh biết bản thân là thấp cổ bé họng nếu cứ tiếp tục như này, với tư cách là một Miko thay Pháp Sư đưa mệnh lệnh, cô sẽ làm hỏng thanh danh của ngài ấy. Vũ Huỳnh trong lòng không ngừng đấu tranh, cô không được phép nản chí. Đột nhiên, Vũ Huỳnh tăng âm lượng lên, trực tiếp nói lớn khiến cho mọi người cũng phải ngỡ ngàng. Pháp Sư có nói rằng, mọi người có thể không hiểu, nhưng ngài ấy làm vậy chỉ vì muốn tốt cho mọi người, nên Pháp Sư ra lệnh cho mọi người phải tuân theo, không được làm trái. Lúc này, mọi người mới chịu nghe lời của Vũ Huỳnh, có người nói con trai họ cũng đã chết không rõ lý do vào tuần trước. Chắc là do bệnh khi uống nước chưa đun sôi, bọn họ cũng là tin vào lời của Pháp Sư. Phía bên trong lều, Tô Bạch đang ngồi sắp xếp gì đó, theo cách này, uống nước đun sôi sẽ dần trở nên phổ biến. Cũng xác nhận lại với Vũ Huỳnh đã căn dặn dân làng là phải đun sôi rồi để nguội, rồi hãng uống. Sau khi đã chắc chắn Vũ Huỳnh truyền lời đầy đủ tới mọi người, Tô Bạch cũng là nghĩ đến vấn đề tiếp theo. Nhan Khư đã nói trước kia dân số bộ tộc lên tới 10.000 mà giờ còn chưa tới 100, khá khó để tăng dần số, nên Tô Bạch phải giảm thương vong nhất có thể. Uống nước sôi chỉ là bước đầu, sau đó bọn họ cần dự trữ lương thực và cải thiện chất lượng cuộc sống. Hơn hết, Tô Bạch phải cải thiện kỹ năng hồi phục, nó khá quan trọng trong việc chữa bệnh. Lúc này, Tô Bạch đã chú ý tới hành động của Vũ Huỳnh bên cạnh, không hiểu cô rốt cuộc là đang làm gì. Vũ Huỳnh hiển nhiên quay sang nhìn Tô Bạch, cô tất nhiên là dọn chỗ nghỉ tối nay rồi, không thì sao Tô Bạch ngủ được. Tô Bạch cũng là ngây ngốc cả người, chỉ thấy Vũ Huỳnh đỏ mặt, Lý Nhi cất lời, Miko phải ở cùng với Pháp Sư, chẳng lẽ là Tô Bạch không thích. Khẽ gãi lên mặt, Tô Bạch lúc này chỉ biết cười ngại, cậu cũng không có bảo là ghét nó. Nhưng chỉ cần nhìn vào tâm hồn của Vũ Huỳnh, lập tức khiến cho Tô Bạch phụt cả máu mũi một cách không kiểm soát. Cậu sợ rằng bản thân không thể kiềm chế nổi khi ở gần gái, cậu sợ mình sẽ mất kiểm soát mất. Trời lúc này cũng đã về đêm, Tô Bạch hiện tại chính là không ngủ được, liền quay sang nữ nhân bên cạnh mà gượng gạo nở ra một nụ cười, Vũ Huỳnh như thế này có hơi sát à. Nhưng chỉ thấy Vũ Huỳnh cười tươi, việc này chẳng hề sao cả, tuy cô không phải chiến binh bảo vệ tín vật, nhưng cô có thể câu thời gian cho Pháp Sư chạy trốn. Nhưng cô nào có thể biết được, thứ nguy hiểm nhất lúc này chính là cô đó, có nhiều thứ Tô Bạch cần phải làm vào ngày mai. Cũng là nên ngủ sớm, nhưng cậu căn bản không thể bình tĩnh nổi thằng em tôi ơi, tâm là phải tịnh. Liền nhớ ra đếm cừu, Tô Bạch cũng đã đếm được 3 con, nhưng đột nhiên, từ 3 con cừu, thế nào lại ra một nhan hoa, 2 nhan hoa, 3 nhan hoa. Đít bự, đột ngột ngồi dậy, Tô Bạch vội ôm lấy đầu, cậu là đang suy nghĩ cái gì cơ chứ, cái đầu hư hỏng này. Tô Bạch vẫn là phải tìm cách để đuổi khéo Vũ Huỳnh đi, nhưng nếu Miko ở riêng, cô ấy chắc chắn bị mọi người bàn tán. Nếu đã không ngủ được, Tô Bạch chỉ còn cách thực hành kỹ năng hồi phục. Cứ thế, cầm con dao sắc lên cắt mạnh vào tay, không thể nhờ ai giúp vào buổi đêm, cậu cũng chính phải tự lập rồi. Để phòng hờ những vấn đề có thể xảy ra với bộ tộc trong tương lai, Tô Bạch phải tăng cấp kỹ năng hồi phục. Ngón tay cứ thế bị rạch ra, Tô Bạch lập tức hồi phục lại, cứ như vậy cả một đêm dài. Video của mình đến đây là hết rồi, bên trên là nội dung tóm tắt phần 1 của bộ truyện. Nếu các bạn có ý kiến gì thì hãy để bên dưới phần bình luận nhé. Đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký và ấn chuông theo dõi để nhận những video thú vị hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.